Nay phải quyết tâm tặng nốt đồ bé. Không để nữa. Chết rồi. Dòng như thế này thì lại cái gì không biết. Lấy chị cốc nước ấm đi em ơi. Chết rồi, dòng này đi lại kiểu gì. Trên đường này nay sợ cất tiếng lên các chị không nhận ra. Hỏng rồi. Chết rồi, sợ làm thế nào. Tự dưng từ sáng đến giờ không mở mồm. Chết rồi, không like được rồi. Thôi. Nay like cái gì nữa rồi. Chết rồi. Này không biết lai lùng kiểu gì nữa đây các chị. Chịu. Sáng ra chưa thử nói. Chưa thử nói. Xuống làm bát cơm ấm rồi chết cha. Bỏ xuống các chị. Không thích nghỉ à? Quay chị gì cơ đây. Thôi chết rồi. Dậy lại không thử nói. Chồng chưa dậy lại không nói chuyện với ai. Mà cô làm mật ong với chị đi. Không để cái gói kẹo ngậm nào ở nhà chứ này. Rồi làm nào hả chị? Rồi làm nào bây giờ? Tí là đỡ thôi, em đang uống nước ấm rồi. Hỏng. Kiểu này là hỏng luôn rồi. Cái gì kia chị? Cho em xem cái. Cái gì kia? Chị Giang cho em xem cái móc vòng. Móc vòng là cái móc gì? Cái móc vòng là cái móc gì? Tôi có bán cái móc vòng đâu. Tôi không có bán cái móc vòng nha. Không hiểu em Giang nói gì. Chuẩn bị nghe được rồi đấy các chị. Tại vì sáng ra em chưa có nói gì. Sáng ra chưa có nói chuyện với ai. Đêm qua lại xem bóng. 4 giờ hơn mới ngủ. Hơn 4 giờ mới ngủ. Thế. Nên là thành ra là chị ơi, tối qua một cái quần nam cho em chốt thêm áo parka màu đen size M. Lấy đâu ra parka màu đen size M? À, em. Chị móc đâu ra parka màu đen size M cho em? Em xem lại không đến nơi đến chốn thế em. Parka màu đen size M ở đâu ra? Chị chịu, chị không có nhập được vào giá đó nữa. Nha. Rồi này còn nói parka màu đen size M chốt thêm cho em lấy đâu ra? Khổ quá, tối qua 4 xem bóng đá đến tận hơn 4 giờ mới đi ngủ. Nay ngủ quên không lên được ba vì các chị ạ. Rồi ơi, ngủ quên có lên được ba vì đâu mà ba vì với cả ba vốn.
Không lên được luôn, ngủ quên. Ngủ quên mở mắt ra đã 10 giờ 20 phút rồi. Đó, nên là không có lên được ba vì trưa nay phải ở nhà để xả đồ bé luôn. Chứ lên đó thì em hơn 10 giờ em mới tỉnh. Hơn 10 giờ em mới tỉnh thì lên đó không có kịp like. Khổ lắm thôi. Nhận được top nam với phao nam rồi đẹp chị ạ. À rồi chị ạ, đẹp lắm. Khi nào xem like là cũng muốn mua, giá rẻ, chất lượng. Em cảm ơn bác Bảo Trâm ạ. Khổ ghê, khổ gớm. Nay chắc là tặng nốt đồ bé. Để từ bữa sau là ối rồi ôi, khỏi lên đồ bé nữa nha mọi người. Chứ em là em đã thấy ớn rồi. Ớn đến tận cổ luôn rồi đây các chị. Mọi người vào, mọi người chia sẻ lên. Ôi màu này đẹp mà mình không chốt được. Màu nào cũng đẹp luôn bác ạ. Có lên gió nam không? Chị nhận gió nam đẹp quá. Có đấy chị ơi. Gửi quần cho con gái. Cái gì kia? Cho mình thì mình mặc sao được mình. Cái gì kia lại hàng? Cái gì kia em ơi? Chị đấy, chị Thoa nhắn chị ấy đến không nhận hàng mà đòi đồng tiền. Sao lại bảo gửi quần con gái? Là quần gì, mã gì đây em? Mã gì đấy? Xem luôn là chị trên mã gì? Q110M. Ơ thế chị này chị bị điên à? Q110 hôm đấy là mã nào em? 11 tháng 12. Cái Là gì? quần ba cúc. Màu đen. Thế thế chị có bị dở hơi không? Chị có bị điếc không hay là chị không nghe like? Sao hôm nọ gửi quần con gái cho mình thì mình mặc sao được? Mình à, cái gì đó lại hàng, bạn lại bảo mình bom hàng là sao? Bạn nói vậy mất quan điểm. À, xem hàng thì ship nó bảo không cho xem hôm sau mình thì quần nhỏ mình đâu có vừa, mình gửi lại bạn rồi mình giả 2 triệu tiền ship. À, là sao không hiểu? Thế chị xem chị có nghe không? Thế 110 là quần nữ thì em không gửi quần nữ, em gửi quần con gái cho chị thì em đi gửi quần đàn con trai à? À chị. Chị xem like đầu chị có loát không? Tai chị có nghe được không? Ôi rồi ôi. Thà vào câm con mẹ nó luôn đi là còn đỡ. Các chị thấy có dở hơi không? Mã quần 110 xem hôm đấy là chị xem like đấy là quần tomboy hay là quần ba cúc. Vào nó hỏi thế sao lại gửi quần con gái? Ôi giời ơi. Chắc là thần kinh chỉ có vấn đề không? Lương tiến tiến lương. Em hỏi thật. Đầu óc chị có vấn đề không? Tai chị có nghe được không? Mắt chị có nhìn được không đã? Khi chị đã comment được như thế này thì em nghĩ chắc tai chị nghe được, mắt chị nhìn được. Và chị biết chữ đúng không ạ? Chắc bà ấy tưởng quần con trai. Thế nên em mới nói. Xong lại đổ lỗi cho shop là như thế nào? Sao lại gửi quần con gái? Ô, thế chị đặt quần con gái, em không gửi quần con gái thì em đặt quần gửi quần con trai à? Hả chị? Ô, thế chị đặt quần con gái, em gửi quần con gái, em gửi quần đàn bà rồi đấy. Thế bây giờ em, chị đặt quần con gái, em gửi quần con trai cho chị à? Hả? Thế có con trai nào nó mặc cái quần Q110 nhà em không? Ôi giời đất ơi. Chịu luôn kìa, khách bảo rằng là đặt quần một cái quần Q110 nhưng mà sao lại gửi quần con gái? Ủa thế quần không quần con gái thì quần con trai à? Em có mã quần con trai là 110 đâu. Em 110 kể là quần ba cúc em kể có là quần quần tomboy ba cúc nào với cũng quần tomboy nâu tây thì em có Q110 nhà em có quần con trai đâu. Đấy chị comment tiếp lên đi chị. Để cho em nghe cái, cho em đọc cái comment mà tự dưng em ấy, quên mẹ nó mất cả mình đang mất tiếng. Không hiểu kiểu gì luôn. Đó các chị. Mình đặt quần Q110 thì sao lại gửi cho mình con gái. Bé thế mình mặc sao. Mà trong cái đấy đặt Q110 size M đúng không? Chị ấy bảo quần khóa phải lấy size 2X mới mặc được. Ôi rồi ôi. Chứ tôi cũng lạy. Đến bản thân mình bao nhiêu cân không biết. Tư vấn sai số nó rõ như thế luôn. Thế là như thế nào? Lương tiến tiến lương chị vào chị trả lời cho em cái. Có khi chị ấy là con trai cũng nên. Cũng có thể.
Đúng không ạ? Nhưng mà tự dưng comment cái đổ tự dưng đổ tội cho shop luôn. Đấy các chị, chắc chị ấy nói quần xì tin. Không chị ơi, chị comment rõ như này này. Sao hôm nọ gửi quần con gái cho mình thì mình mặc làm sao được? Đó. Chứ không phải là gửi quần bé hay to gì em chưa cần biết. Được chưa? Thì em phải cho nhân viên vào em cho xem luôn. Em sợ là hay là chị lấy con quần 140 quần nam. Đúng ạ? Hay là cái con quần u mì quần nam quần 135 mà nhân viên nó gửi nhầm quần gái. Thế vào cho nhân viên bảo không, chị đặt quy 110 size M mà. Gửi đúng hàng, có size gì đâu. Ôi giời ơi. Em đến chịu luôn. Cái gì kia? Quần đen. Em ơi, em xem lại cho chị luôn. Chị ơi, em nói thật, Giang Doãn này mà là cái đứa bán hàng không có tâm thì không có người nào bán hàng có tâm luôn. Like ngày bao nhiêu em? 1 tháng 12. Một ngày bao nhiêu cơ? Mùng 1 tháng 12. Mùng 1 tháng 12 đúng không? In đến lúc 3 giờ 55. Đây nha các chị em mình chờ em nha các bác. Em cho xem lại luôn. Em nói luôn, bill của chị vẫn đang còn. Và chị đừng có nói rằng là mình đặt quần xanh bò nhá chị nhá. Không bao giờ em bán quần bò nào 110 hết. Cả các chị em mình ở trên live để các chị nghe kỹ hộ em. Và các chị có thể xem lại tất cả các live stream. Chưa có một mã quần bò nào em đưa chị cái bill của chị, cái bà đấy đây chị. Chưa bao giờ nha các chị nhá. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Nếu như chị không biết thì chị nghe. Chị là cái con người lươn lẹo là cái thứ nhất. Được chưa? Thiếu hiểu biết là cái thứ hai. Đã thế chị lại còn đích đi gấp lửa bỏ tay người thì em cho chị biết luôn ạ. Live stream nhà em không xóa. Vẫn còn lại tất cả các live stream. Chị nhá. Nếu như chị không comment cái comment này thì em không bao giờ em thèm nhắc chị lên. Chị bảo bạn xem lại đi. Mình đặt quần xanh bò lại gửi cho mình quần đen. Chị có nhắn tin trên live là 48 cân. Quần đó thì sao vừa xem lại đi. Đừng vội chửi bạn nhé. Có tâm tí. Em nhắc luôn cho chị cái quần Q110, quần đen 3 cúc vào đây. Size M ạ. Kể cả em nói thật cho chị biết này. Nay em mặc trực tiếp trên live luôn. Nha. Được chưa? Em cho chị một cái váy lên đây. Chị lồng qua đến đây và em lồng trực tiếp cho các chị nhìn cái con quần đấy. Em là 50 cân có dư. Được chưa? Và chị nói chị đặt quần xanh bò. Em nói cho chị biết này, chị Lương Tiến, mã quy của chị đây. Và chị xem lại like cho em, nếu như chị không xin lỗi em chửi thẳng mặt chị luôn. Em nói cho chị biết nha. Đây các chị nhìn, Q110, 49 kg. Được chưa? Là size M đây, các chị nhìn cho em luôn. Đấy, các chị nhìn cho em luôn nha. Và em nói luôn, con quần bò này của em, kể cả con quần bò giấy nhá, con quần bò 3 cúc, con quần bò đen này, kể cả các chị 51, 52 cân, các chị vẫn mặc được size M này luôn. Là cái thứ nhất. Và chị comment rõ Q110 size M đây. Chị bảo chị đặt con quần bò xanh. Thì em nói thật với chị, mắt chị có đuôi, có mờ, tai chị có điếc, thì nhà em vẫn còn lại like. Nhà em vẫn giữ lại like cho chị luôn. Nhá chị nhá. Nhà em vẫn giữ lại like. Đúng rồi, 110 là quần 3 cúc màu đen. Đấy, chị thấy không? Tất cả các chị em mình đều biết. Đây em cho luôn, em ơi đưa đây chị. Được chưa? Đây các chị em mình. Em ơi, ơ S á. Em kể cả em mặc S em vẫn còn đang mặc được. Em là 50 cân nhưng em mặc M cho các chị xem. Nha các chị, đây các chị nhìn. Được chưa? Đây cho các bà nhìn luôn cho em này. Em ơi đưa chị một cái váy đây, đưa chị một cái váy đây. Để em mặc em lồng trực tiếp từ dưới lên trên cho các bà nhìn thẳng trên live luôn. Nha, em đã nói luôn này. Chị đừng có mà lươn lẹo kiểu như thế. Chị làm ăn em nói thật luôn ý. Giang Doãn này nhá, mà bán hàng không có tâm thì nói thẳng luôn, các chị có công nhận không? Không một đứa nào bán hàng có trách nhiệm với khách luôn. Đưa đưa luôn chị cái chân váy, chị lồng luôn, chị mặc luôn cho nhanh. Đợi em một chút xíu nha. Rồi ôi em nói thật luôn. Đây chân váy dài, đưa luôn chị cái chân váy dài đây để chị mặc vào. Đấy các chị, ối rồi ôi 12 giờ đêm nhân viên nhắn tin chốt đơn mang tô. Bác ra như vậy. Đấy các chị à, mấy thứ không phải là không nghe. Máy chị cũng từng mua ở shop em, hai áo một quần rồi chắc nhầm lẫn bên bạn chứ. Đấy đấy, đây các chị nhìn cho em luôn nhá các bác. Cho các chị em mình nhìn. 53 cân mình vẫn đặt size M mặc vừa đấy chị Thanh Hương. Thế thì em mới nói. Đợi em một chút xíu. Em mặc cái con chân váy này vào để em lồng trực tiếp con quần này trên live luôn. Được chưa? Nếu như mà cửa chuồng mặc mỗi con silit thì nó phản cảm.
được chưa? Và em Giang không có nhu cầu câu view câu like, nên em không thể mặc slip em lồng quần lên cho các chị được, nhưng em cho bá nhìn luôn. Chứ lươn lẹo bây giờ đừng giải thích một cái gì em không nghe nữa luôn nhá chị nhá. Được chưa? Còn riêng chị đã comment, em đọc cái comment kia là em quá bức xúc luôn. Cái con người như chị banh to cái mắt ra chị nhìn. Nếu như chị không hiểu chị hỏi, đợi em một chút xíu để em mặc cái chân váy này đã nha mọi người. Chờ em chút xíu. Được chưa? Bố láo bố tuét nó quen thân. Chị 55kg đang mặc size M, thế nên em mới nói chị ạ. À, em rất là bực cái gì gì? Chuyển màn hình. Chuyển rồi dì ơi, chuyển màn hình quay cam sau để con để con ấy rồi. Đây, bỏ con áo này ra cho đỡ bùng nhùng để mọi người nhìn cho nó dễ đó. Nhà các chị, em bỏ con áo này ra cho đỡ bùng nhùng để cho mọi người nhìn cho nó dễ đó. Em điên quá rồi các chị, đây em phải kéo con này lên tận trên này luôn nhá. Xin phép các chị em mình thông cảm. Là để cho em lồng và em mặc cái con quần này đây. Size M nha, tất cả các chị em mình nhìn cho em luôn size M ạ. Em nói thật, con này em 50 cân kể cả S em còn đang mặc được. Đừng nói gì đến M. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, đặt quần con gái. Nhà em gửi đúng quần Q110 size M cũng đúng luôn. Nhưng lại bảo em là sao mình đặt hàng lại gửi cho mình cái quần con gái. Xong lại bảo em là xem lại like rồi các thứ nọ kia các thứ. Em nói luôn em không hề ngại vấn đề đấy. Được chưa ạ? Mờ cho các chị em mình luôn. Và các chị em mình nhìn cho em luôn nhá, chuẩn chỉ cho các bác mình. Được chưa ạ? Còn 110 đây em lồng trực tiếp cho các chị em mình nhìn luôn. Em không ngại tại vì cái này em mặc nó quá đẹp luôn đấy các chị nhìn cho em luôn. Được chưa ạ? Đấy nha các chị nhá, nhìn cho em. Vẫn còn đồ co giãn như này thì các bác mình hiểu. Em là 50 cân có dư. Và em chỉ có 1m54 thôi ạ. Nha các chị. Được chưa các bác? Tiếp cho các chị em mình đây các chị nhìn này. Em nói thẳng em mặc trực tiếp trên live này luôn cho các bà chả mất công nọ kia. Em có đơn hàng kem chống nắng gửi rồi. Nhân viên chưa chắc, à chị cứ gửi địa chỉ rồi thì chắc đi đơn rồi đấy chị ơi. Bộ em mà có bán không, chờ em chút xíu nha các chị. Đấy đây các chị nhìn cho em luôn. Em nói thật luôn là nó quá đẹp luôn đấy các bác. Chứ không phải nó đẹp bình thường nữa luôn mà là nó siêu siêu đẹp. Đây nha các chị nhá, trả lại lộ hàng của em lại. Bác các bà lại vào các bà bảo em là câu view câu like thì khổ em ra. Đấy em phải chụp cái váy em mặc trực tiếp trên này luôn. Để khỏi cần phải mất công chỉnh sửa gì luôn các chị. Kể cả cái này nha các bác nhá. Các bà cho tôi mặc size S tôi vẫn còn đang mặc được cơ. Được chưa ạ? Đây các chị em mình nhìn cho em luôn. Em nói thật luôn chứ cái con người nó quá đáng một vừa hai vải vào đấy cho em thôi. Nào. Được chưa ạ? 50 cân nhá. Mà chị bảo chị 48, 49 cân. Em nói thật. Xong lại bảo em là đặt quần bò xanh. Em bảo rồi cuộc đời em đây này. Em bán hàng đến năm nay là 8 năm rồi. Nha các chị. Và các chị em mình theo dõi like các chị biết không có mã quần bò nào là mã 110 hết luôn. Bò xanh nào là mã 110 hết luôn. Nhìn luôn nộ tôi con quần nha. Bà banh cái mắt bà ra bà nhìn cho tôi cái con quần 50 cân 1m54 đây. Và nhìn độ co giãn con quần đây. Được chưa ạ? Nào comment nữa đi. Em mời chị Lương Tiến. Lương Tiến Tiến Lương à? 62 cân mặc lờ còn rộng tí nhưng đẹp, em cảm ơn bác. Đến mệt bực lắm luôn đấy chị. Không phải quần này đẹp dã man luôn, chị 53 cân vẫn mặc mờ được. Em đã bảo rồi em còn không muốn like con quần này. Các chị biết vì sao không? Tại vì rằng là đến tận ra Tết nó mới có hàng tiếp. Em muốn con này em để dành lại. Là đến cái hôm sinh nhật em mới like. Là vì sao ạ? Để cho các chị mặc Tết. Nếu như các chị có mặc với con áo cách tân ấy, nó cũng đẹp luôn. Mặc với con áo cách tân là nó định hình luôn cái eo này này. Đấy các chị mặc cái cách tân đến đây nó xẻ, nó kể cả nó có xẻ đến đây các chị nhìn nó vẫn đẹp. Nên chính vì thế vì sao mấy hôm nay em like từ hôm mùng 1 tháng 12 rồi đúng không, con quần này đúng không? Ngày nào cũng có người vào hỏi luôn. Không tin xem lại live stream tối qua. Tối qua không thèm dơ con quần này mà khách vẫn comment quần ba cúc sai gì đấy luôn. Thì các chị em mình biết nào đâu. Bà vào bà trả lời hộ tôi cái. Bực chị Linh Dương ạ, à, nên em phải nói. Đâu? Bà ấy nói gì? Ôi dồi ôi chị ơi, bảo em là đặt quần, à gửi quần con gái. Đặt quần Q110 màu xanh nhưng mà lại gửi cái quần con gái. Thì em không hiểu là bá bảo bà đặt cái quần bò màu xanh Q110. Đấy, nhưng mà lại gửi cho bà ấy cái quần con gái. Mà trong khi đấy live stream của em là Q110 ấy là quần ba cúc này. Quần ba cúc này. Đấy và các chị, thì các chị em mình nhìn cho em luôn. Đây, nhìn luôn cho em con quần em nó thật luôn. Con này nó xếp vào dạng best seller nhà em luôn này. Không có hàng mà bán luôn. Được chưa ạ? Nào. Nào, bà tăng thêm cho tôi. Bà đang 48, 49 cân. Bà tăng thêm cho tôi 4 cân nữa. Bà vẫn mặc được con quần này. Nào.
Đâu rồi, vào comment hộ cái cho nó đỡ điên cái cuộc đời. Chưa bán hàng được. Phải giải quyết cho xong, quần này đẹp lắm, 65 cân vẫn mặc được XL luôn. Nhiều chị mặc được nhưng em chỉ tư vấn đến 63, 64 cân là mặc XL. Vì nó co giãn sướng lắm. Em bảo con quần này em bán không phải bán ở đầu nghìn lắm, em bán không biết bao nhiêu vạn cái. Bây giờ đặt quần Q110 size M, gửi đúng Q110 size M, lại bảo gửi cho cái quần con gái. Thế là cái thế nào? Còn người ta là phụ nữ lại gửi con gái thì chẳng kiện. Chứ em nói thật luôn, không hiểu là kiểu gì đó luôn. Em bảo chị vào chị xem like cho chị chưa? Chứ em nói thật với chị đâu rồi? Lương Tiến, Tiến lương thì đâu rồi? Nếu nói chuyện đúng rồi, chuẩn luôn chị ạ. À, nếu như nói chuyện bình thường thì không tức, nhưng chị ấy nói shop bán hàng không có tâm trên like là chị ấy quá đáng rồi, chuẩn đúng không Phạm Lê Gia Hân? Chuẩn không Phạm Lê Gia Hân? Em bảo rồi. Chặn nhà mình rồi. Chặn rồi á? Ừ. Ôi giời ơi. Đấy, biết sai rồi đấy. Nói em nói thật. Sai mà không biết sửa thì nói như câu là em ơi chị nhầm. Đúng không? Em ơi chị nhầm, tôi thông cảm cho chị. Thế mà lầm lũi chặn. Lầm lũi phải chặn comment à, phải chặn luôn các chị. Em có nói gì đâu, riêng nhà em nói thật, nhân viên chả có nói gì hết luôn. Chị bảo chị ơi, chị đặt nhà em gửi đúng cho chị mà. Này các chị nhìn cho em luôn này. Sao phải chặn chị? Đây em cho các chị em ơi. Đâu Lương Tiến gì đấy, gì đấy, Lương Tiến, Tiến Lương gì đấy đúng không? Em nói thật luôn, không có buồn nặng lời với nhau một tí nào mà lại dám comment như thật. Đấy các chị, nên là em nói thật rồi. Cái gì thì cái, nhưng cái thứ nhất, cái thiếu hiểu biết, cái không biết điều là cái vứt đi. Nói thẳng luôn, biết tất cả mọi thứ nhưng không biết điều là vứt nha. Chị còn thua cả một cái đứa trẻ con chị Lương Tiến, Tiến Lương. Em nói thật, chị còn thua cả một cái đứa trẻ con. Nhà em có xóa like đâu. Nhà em có xóa like đâu, nhà em vẫn còn để nguyên like mà. Ôi dồi ôi, không bán con quần này được các chị. Vừa bảo các chị rồi, em còn tất cả, em tổng cộng còn có 650 cái. Em để đến sinh nhật em mới bán. Chứ bây giờ bán ra Tết mới lại có hàng đấy các chị nhìn đây này. Nó đẹp phải gọi là, em nói thật, con này nó đẹp kinh khủng lắm. Em ơi, em lấy cho chị cái. Con có cầm cái nào xuống dưới này không nhỉ, gì nhỉ? Có đấy, con có cầm một cái, con cắt khuy rồi. Nếu như không có dưới này thì dì lên trên tầng 4 thì lấy cho con. Em nói thật chị Lương Tiến, Tiến Lương ạ, à, đấy. Thật sự với chị luôn. Nho nhà Giang ngon quá. Em cảm ơn bác thương ý. Không dám vào comment một cái nào nữa. Em nói thật, em không ngại một cái gì. Em nói thật, em là cái đứa mà không có trách nhiệm với khách hàng. Thì em phải thật với các chị này. Giờ em đã lăn xả trên tất cả các nền tảng khác rồi. Chứ không bao giờ em chỉ có bán mỗi trên Facebook này cho các chị. Được chưa? Vì em nói thật, cái lượng khách của em bán 8 năm nay nó đã quá ổn định rồi. Em mà là một cái đứa bán hàng không có tâm ý, thì em nói thật với các chị không bao giờ tồn tại được. Nhà các bà. Đấy, không dám nói một cái gì nữa luôn. Quần 3 cúc 59 cấp. Ui, em không nhận đơn, khổ lắm thôi. Thế lên luôn cho các chị đi. Em nhắc đây chị, S nghe kỹ nhá. 39 đến 47 cân mặc S. Từ trên 47 đến 51 cân mặc M. Từ trên 51 đến 56, 57 cân mặc L. Từ 57 đến 64 cân mặc XL. Thoải mái luôn. Được chưa ạ? Chứ em nói thật với các bác luôn, kể cả em muốn mặc S con này em vẫn còn có thể mặc được luôn. Nó co giãn, nó sướng một cách kinh khủng, các chị nhìn này. Con này là các bác mình biết, đi đền, đi đâu em cũng mặc, đi đền, đi lễ, em toàn mặc con quần này thôi. Em đi đền, đi lễ, đi liếc các thứ gì em toàn mặc con quần này. Đấy, đáng ra là không lên mà, đấy, các chị nhìn cho em con quần này. Nó đẹp lắm. Có phải không đâu mà bà lại bảo bà đặt con quần Q110, đặt con quần gì đấy xong gửi cho bà cái quần con gái. Đọc nó rất là bức xúc luôn đấy các chị. Nó điên. Các chị vẫn lên mã vẫn là Q110 kèm size nha các chị nhá. Con này các chị em mình biết. Tức là cái mã của nó từ khi em bắt đầu em bán đến bây giờ vẫn là Q110 kèm size. Lúc nào mà nó không còn đủ size thì em có bán cho các chị là 108 hoặc 107 kèm size. Đúng ạ, đây các chị nhìn cho em luôn này. Đấy, các bác lên vào đấy cho em luôn nhá. Q110 các chị kèm size lên, đưa chị cái size S nữa đây. Nó co giãn sướng lắm luôn. S, M, L, XL đã thấy các chị em mình chốt luôn. Đã đang địch không lên rồi mà nó bực luôn đây các chị nhìn này. Đẹp kinh khủng cho các bác mình luôn, các chị nhìn vào đấy cho em luôn nhá. Đấy các bác nhìn cho em luôn này. Sướng không ạ?
bao cho các chị quá đỉnh luôn. Cứ từ 39 đến 47 cân mặc S, trên 47 đến 51 cân mặc M, trên 51 đến 56, 57 cân mặc L, 57 đến 63, 64 cân thoải mái XL cho em luôn. Này các bác nhìn cho em mà con này mặc vào nó ghen bụng thì thôi rồi luôn các chị. Nó ghen bụng sướng lắm luôn ý. Đấy các chị chốt đáng ra không like mà lại phải like đấy các chị. Chứ không có ý định em bán quần này đâu, em nói thật, vì quần này em còn để lại để em bán Tết cơ. Ôi dồi ôi, các chị ơi comment, cứ comment từ từ thôi cho em. Rồi S em cho chị Nguyễn Hường, L cho chị Đặng Phương, hai cái XL cho bác Ngát Nguyễn, M cho Mai Hiên, ML cho chị Nguyễn Hường, XL cho chị Nguyễn Lệ, XL cho Đặng Thêm, M cho Nguyễn Tú Anh, L và XL cho chị Trần Luyến, S cho Khánh Huyền Phun Xăm, M em cho chị Hoàng Tuyến, L cho Phục Bùi Kim, L cho Thương Nguyễn, L cho Mai Đoàn, L cho Liên Thi Tài Nhi, L cho chị Hồng Quách, S cho chị Khuyên Luyện, M cho chị Trang Nguyễn, L cho Hồng Lan, hai cái XL cho Huy Thùy, M cho Phương Thảo, XL cho chị Thơm Nguyên, M cho Hồng Hạnh Nguyên, L cho Trịnh Thủy, hai cái L chị Tuyết Đỗ đuôi 287, nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị ơi, L cho Bảo Trâm, M cho chị Thu Trang, XL cho Quyên Tú, L cho Thúy Ngoan, L cho Kim Tuyến, M cho Phương Lê, và của Phương Lê sửa thành Q110. Nguyễn Hường có rồi chị ơi, Quyên Luyện có S rồi, hai cái M cho chị Thanh Trúc, S cho Lê Hải Yến, XL cho Giang Nguyễn, L cho Hà Trang, M cho Hương Nguyễn không giấu, M cho Phạm Hải Yến, M cho Lệ Nguyễn, XL cho Tâm Thanh, M cho chị Diệu Đặng Huyền, M chị Nguyệt Nguyễn Thụy, M cho chị Thu Hương, M cho chị Thảo Bi, S cho Hằng Đặng, L cho Học Ngọc Khởi, Trần Luyến có rồi, hai cái XL cho chị Cúc Đào, L cho chị Nguyễn Hằng, S cho chị Ánh Cherry, S cho Thị Phương, Thị Phương đuôi 306, nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn, M cho chị Hà Ngọc Diệp, XL cho Trương Tê Tình, 1S 1XL vào của chị Thùy Dung Giày, tên má Q110 đằng trước. Lệ Nguyễn có M rồi, M cho chị Yên Bình, hai cái L cho Lệ Quyên, L cho Lại Lan, M cho chị Thêu Nông, XL cho Mã Long Thành, hết size gì rồi. Đấy, đã bảo rồi không định để lại để bán Tết mà giờ hết luôn size L của chị rồi à? Ôi giời ơi. M em cho chị Bích Phượng, M cho Sinh Khánh Vi, M cho Vân Vân, M em cho chị Phan Mi, S cho chị Giang Tây, Tuyết Đỗ có rồi chị ơi, hết L rồi đó. XL cho Nguyễn Hoa, con à, S cho chị Hoàng Lệ, Q110, hai cái xe S vào của chị Nguyễn Hưởng, thêm má Q110 đằng trước. Đã không định like rồi là bảo để dành đến bao giờ lại phải bán rồi. Vẫn còn 5 cái L đúng không? Thế thì còn 5 cái L nữa, chị nào chưa được vẫn còn 5 cái L đấy. Chị nào chưa được chốt L các chị lên luôn đi. M em cho chị Lê Thoa có luôn một cái. Chứ em nói thật con này nó xếp vào dạng xuất sắc. Có cô cầm xuống cho con chưa gì ơi? Không, vừa mới mang xuống hôm gần đây để con định like này. L còn đúng không? Ok một cái. Chị ơi Q110 nhá, Q110 kèm tay. XL cho Trang Mít, XL cho Hạnh Vũ. Đúng rồi, 110.000 một cái đấy chị ơi. Rồi em nói thật luôn là em đáng ra em cũng bán, nhưng vì các chị em mình biết đấy, nó rất là bức xúc. Ngày nào chả có khách hỏi, chả có ngày nào là ngày không có khách hỏi. Và em nói thật luôn, đây là cái con quần nhà em mà tức là em còn phải hỏi là như thế này này. Như có mấy chị đấy, nhất là cái chị Trí Tài Nam ấy, em còn phải hỏi chị là ôi chị ơi chị lấy để bán à, hay làm gì mà chị lấy nhiều thế. Cái like đầu tiên chị đặt một con quần ba cúc, một size, về đẹp quá. Hôm sau chị bảo chị đặt thêm 4 cái cùng size đấy. Xong rồi chị bảo rằng là chị đặt 5 cái rồi, ok ngày nào chị cũng mặc quần đấy đi làm. Đến hôm sau chị bảo chị đặt thêm 7 cái, 7 cái của like buổi trưa. Tối hôm đấy lên like chị lại đặt thêm 2 cái nữa. Tổng cộng chị đặt là 7, 2 là 9, 9 với 1 kia là 10, 14, 14 cái. Em nói luôn ạ, chị Trí Tài Nam, chị Facebook Trí Tài Nam không biết trưa nay chị có xem like không? Cái chị nào cũng mua toàn 4 cái, 5 cái thôi có phải không đâu. Mà nó đẹp, nó bền kinh khủng luôn cho các chị. Rồi, size thêm một cái L cho chị Hồng Quách. Hồng Quách có luôn này. Size L cho chị Khang Đặng đuôi 644, nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Chị ra nhà lấy nhé, S cho chị Thu Thu, L em cho chị Ngô Thị Hương, vào của chị Giang Nguyễn thêm cái size L cái gì kìa, M cho chị Quốc Khánh, M cho Ngân Hương, S cho Quyên Vũ, L68. Chị ơi đừng hỏi quan tâm L68 bao nhiêu, mình theo cân nặng vào đấy cho em nhé chị nhá. S cho chị Huệ Hoàng, một cái size L cho chị Nga Vũ, chị qua nhà lấy, ok bác Nga Vũ. S là các chị em mình, ok, không có 2XL, hai cái XL cho chị Điệp Điệp. Thêm một cái size L chị Hồng Quách có rồi. S là các chị em mình từ 39 đến 47.
M các chị em mình từ trên 47 đến 51. L các chị từ trên 51 đến 56, 57. XL từ 57 đến 64 cân cho em luôn. Em là 1m54, nặng 50 cân, em đang mặc size M ở đây nha các chị nhá. Nó đẹp thôi rồi luôn, nó là quần ba cúc nhà em đấy các chị nhìn này. Đấy. Tự nhiên cái bà dở hơi thần kinh đấy, bà comment thành ra em lại phải lên chứ các chị, chứ không là em đã không lên rồi. Rồi, S em cho chị Sương Nguyễn, thêm một cái S cho chị Quyên Luyện, thêm L cho chị Mai Đoàn. XL em cho chị Trung Nghĩa, à quên Tùng Nghĩa. M em cho chị Cảnh Panda, ML cho bác Nguyễn Thu Anh. L em cho chị Nguyễn Hồng. Rồi chính thức hết L hết thật chưa? Đó các chị, hết L luôn nhá, hiện tại chỉ còn S, M và XL. Em bảo rồi em còn có 650 cái, em để đến sinh nhật em mới like. Các chị thấy cái cảnh bán hàng mà phải để dành không? Cũng có những mã mình ế chứ. Nhưng riêng mã này chưa bao giờ em Giang biết gọi là chậm là gì, chứ đừng nói đến ế. Vì nó dễ mặc, ai mặc cũng được, mặc cả 4 mùa luôn. Em bán con này em bán không biết bao nhiêu vạn rồi. Có một buổi live hôm trước còn bán hết hơn 4.000 cái đúng không? Một buổi live em còn bán hết hơn 4.000 cái cơ. Chứ không phải là không đâu các chị. Còn cứ trung bình một cái quần này em mà cứ lên like cái là một buổi live em bán tầm khoảng 800 đến 1.500 là chuyện bình thường. Đấy, nay đây vừa lên cái đã hết luôn L rồi, còn đâu nữa các chị. Là chưa, còn mỗi SM với cả XL thôi. S em cho chị Vũ Huệ, M em cho chị Hương Lê, XL em cho chị Khương Thu Huyền. Mình ơi, lên là Q110 kèm size. S cho tí xíu, XL cho Hương Nguyễn. Khương Thu Huyền có rồi. S mình từ 39 đến 47, M từ trên 47 đến 51. Còn size XL các chị từ 57 đến 64 cân. Còn đâu size L là đã hết rồi, L em không còn hàng. L không còn nữa luôn nha các chị. Đấy, như các chị em mình mà theo dõi Facebook cá nhân của em thì các bác mình biết đúng không? Kể cả em đi đền đi điếc các thứ em toàn mặc quần này thôi. Vì mặc con này nó đẹp. Mà mặc con này nó được cái. M em cho chị Lan Anh, không còn L đâu nhá. Lan Anh có M rồi. M Lan Anh có rồi mình ơi, mà cái điều quan trọng nữa là đi với dép cao cũng đẹp, vứt cho chị đôi dép cao đây. Đi với dép cao cũng đẹp. Đi với bốt cũng đẹp. Được chưa? Em bảo rồi con này nó rất dễ là ở cái chỗ đấy. Đấy, đây các chị em đi với cả cái em đi với một đôi dép mặc đi trong nhà cũng đẹp luôn. Còn đây đi với một đôi dép cao thôi các chị em mình nhìn nó cũng đẹp luôn. Em bảo con này nó mặc dễ kinh khủng luôn mà lệ. Đấy, hiện tại em còn ok, S em cho chị Thu Dung, XL cho chị Lam Hoàng. Chị mặc đúng bộ như Giang mặc, khoác con măng tô, đeo bốt. Ui dồi ôi, bác Điệp Điệp ơi, thế thì thôi thôi thôi. Không cần phải bàn cãi, đúng gu em luôn. Nếu như bác mà mặc, nếu như bác mặc con măng tô màu kem, bác đi đôi tất, à quên, đi đôi bốt màu kem một be luôn. Quá đỉnh. Còn nếu như bác mặc con măng tô màu đen luôn thì bác đi cho em cái đôi bốt màu nâu, màu niếc hoặc màu trắng luôn. Xong bác xách cho em con túi màu trắng. Nó quá đỉnh luôn. Đấy nên em bảo con này kể cả các chị mặc với cách tân còn được nữa cơ. Nó ghen bụng siêu tốt thôi các chị luôn. Hai cái M cho chị Lâm Hạnh, S cho chị Đặng Loan. Em không còn L, đừng lên L nữa mình ơi. Nhá, như chị Trang Ý comment đấy là em hết L rồi. Măng tô chân to. À, mông to chân to. Thế thì đây, mông to đùi to đây. Bác hãy nhìn em đây này. Em bảo rồi, em mặc con quần này thì các chị không nhìn ra đùi em to thôi. Chứ nếu như các chị em chỉ có 50 cân thôi, nhưng đùi em phải ngang với đùi của các chị tầm khoảng 58 cân. Các chị có thấy không? Cái Thảo nhà em nó năm lúc nó 56 cân, 57 cân. Đùi nó cũng chỉ bằng đùi em bây giờ thôi. Nên là ai nhìn em này, ai nhìn người em mặc em cũng có đoán là em 50 cân đâu. Ai cũng chỉ đoán em là 47, 48 cân. Em lên em cân một cái là mọi người bảo ôi rồi 50 cân còn tươi tỉnh. Đấy, 50 cân là em không có cầm theo điện thoại, điện thuốc gì đâu. Cân là lúc nào cũng bỏ cái điện thoại ra. Đó, vì đùi em rất là to. Em là đùi to, mông to đấy các chị, đây các chị nhìn đây này. Em là đùi to, mông to. Đó, chứ không phải là không đâu các chị. Nhưng mà mặc cái này nó rất là đẹp luôn. S em cho chị Thanh Xuân, M cho Vũ Văn Đạt, và của chị Phạm Thải Yến thêm cái size M nữa thì ơi. Hai cái M cho chị Nguyễn Hương Lý, M cho Thu Trang phải S hình như có rồi hay sao đấy. Lâm Hạnh có hai cái size M rồi. Đấy, hiện tại em chỉ còn có mỗi S với cả S, M và XL thôi. Đó, ôi giời ơi, tự nhiên các chị. Thế là thôi, sinh nhật chả có quần này mà bán luôn. Quá buồn luôn các chị. Đây, hoặc các chị có thể đi với một đôi bốt nữa. Cho chị cái đôi bốt lửng của chị bốt chỉ đến ngang đây cho chị thôi. Đôi bốt đen đấy cũng được mà đôi mấy đôi bốt liền đấy. Đấy, đôi bốt này cũng được luôn này. Đây, hoặc các chị có thể đi cho em với đôi bốt này luôn. Kéo khóa cho chị luôn em ơi. Giữ chị. Đấy, nó đẹp lắm em nói thật luôn. Nên em mới vì sao là em bảo con quần này
Đấy, kéo khóa lên cho chị. Đấy, hay các chị đi cho em với đôi bốt này cho em này. Các chị nhìn thấy không? Đi cho em với đôi bốt này nó cũng gọi là xuất sắc luôn. Em bảo rồi, nó đẹp, nó mix đa di năng luôn. Các bà mặc được với cả, kể cả các bà mình mặc với cả áo dài cách tân còn đẹp nữa thì các chị em mình bảo còn nói chuyện cái gì nữa. Đấy, kể cả thậm chí nhá, các chị em mình đi đôi bốt đến đây cho em đẹp hoặc đôi bốt đến đây cho em đẹp nữa luôn. Thế là vì sao bảo không muốn bán con này là vì như thế, có hàng đâu mà bán. Tự dưng hôm nay vì có cái vụ kia em mới bán. Không còn L, không còn L, 110.000 một cái. XL cho Trang Hí kìa. S em cho chị Xuân Phan kìa. Ok Xuân Phan. Thoải mái chị ơi, co giãn sướng lắm nha các chị. Nhưng mông mông mà 110 thì chắc kinh khủng lắm nhở. Co giãn thì vẫn mặc được, nhưng chẳng biết có đẹp không ý. Chị ạ. Đấy, các chị nhìn cho em luôn. Ôi dồi ôi, em nói thật luôn. Đã bảo rồi không muốn lên, mà đã bảo con này lên lúc nào là cháy lúc đấy. Thôi nhá, ngắm thế thôi các chị đủ chưa? Ngắm thế thôi đủ chưa các bác? Đây là còn chưa thèm cắt khuy đây này. Cắt khuy, cắt kiếc gài vào ngay ngắn này, nhìn cái eo nó mới đẹp được. Đấy. Rồi thôi, mời em cho chị khoai tây cháy một cái. 110.000 một chiếc chị ơi, mã là Q110 kèm size. Lý do vì sao hôm nay em lên là các chị em mình biết rồi nhá. Lát có thể xem lại livestream. Đấy, đừng có ai lại vào comment đặt Q110 đây xong lại bảo em ơi, sao chị đặt Q110 lại gửi cho chị cái quần nữ nha. Được chưa ạ? Khổ tâm em lắm, như cái bà Lương Tiến Tiến Lương đấy. Cúp đuôi chạy mất rồi còn đâu nữa. Ok, say mờ cho chị Hoan Đàm, mờ cho Tạ Hoan, mờ cho Thu Quỳnh, mờ cho Nguyệt Hoàng, thêm mờ cho Quốc Khánh. XL em cho chị Trần Thủy, đây là còn một cái mờ là hết đấy. Ok, SM và XL em cho chị Thúy Quỳnh. SM, XL cho Thúy Quỳnh, tầm này L đi xa với quá rồi các chị ơi. Quần đẹp mà nhìn cái mông em to quá buồn giật. Nguyễn Thủy, mông to càng sướng em ơi, mông to thì càng sướng, không vấn đề gì cả hết nha mình. Mông to cho nó giàu. Thấy chưa? Đây là em còn chưa thèm gái khuy luôn. Và các chị nhìn đấy cho em cái form quần là các bác mình thấy luôn. Chưa cả thèm gái khuy luôn. Chứ còn con này gái khuy gái kiếp vào nhìn nó siết eo vào nữa, nhìn nó đẹp lắm. Mặc nó như một cái ghen luôn cho các chị luôn. S em cho chị Lê Duyên, Hồng Nguyễn có rồi đấy chị ơi, M cho chị Thương Vũ. Được chưa? Còn mấy cái M nữa em? Hết M đây, còn một cái M này nữa. Hết M rồi, chính thức ok đến Thương Vũ là hết M. Được chưa ạ? Qua nha các chị nhá, thế thôi. Lên thế thôi, tự dưng bị tăng sông này ra lại bán con quần này. Bá vào bá thích mình hay sao để mình bán hay sao bây giờ? Khổ tâm thế chứ lại, thế là thôi rồi, lại phải chuẩn bị một mã khác để bù vào sinh nhật. Hiếu Lê đuôi 436 lấy xe S, nhắn tin địa chỉ số điện thoại và tin nhắn cho em ạ. Hết luôn, coi như 650 cái giờ, còn bao nhiêu nữa em? Còn S với XL còn mấy cái nữa hết. Đấy, 650 cái nữa hết trong vòng. Cái có cái quần nào vừa mông mà đẹp không bán em cái. Thôi Nguyễn Thủy ơi, 110.000 còn một S với XL thôi nha các chị. Còn duy nhất S và XL. Đấy, một con quần mà gọi là thôi rồi luôn các chị. Không còn M, không còn M đâu. Thêm S, lấy thêm S và XL. Ok Thúy Quỳnh, không hiểu sao lại sản xuất ra được cái quần nó đẹp nhỉ, đẹp thế nhỉ, mà lại có 110 đấy bác Điệp. Điệp sướng nhở. Đúng thật sự, chị nào mua rồi con này mà vẫn cứ muốn mua thêm luôn. Nhiều chị còn toàn là 9 cái, 10 cái, 8 cái. Thì gì bảo con vừa tính chị Trí Tài Nam đấy, 14 không, cái. Còn mấy chị nó cơ gì không nhớ tên còn đâu. Kinh khủng luôn ấy. 6 cái với 5 cái là chị có bình. Toàn lấy 4 cái, 5 cái vì về nó mix được nhiều kiểu. Nó dễ mặc, nó dễ lên đồ, không còn mờ đâu, chỉ còn S với cả XL thôi. Được chưa ạ? À? Thôi qua nha các chị ơi, thế thôi. Một cái XL cho chị Phiên Quách, chị kia thêm S với XL rồi chị ạ. Hiện tại còn một S với XL, 650 cái hết luôn, không còn M nữa luôn. Áo đang mặc lên chưa? Áo em mặc, em tí nữa em lên cho. Áo em đang mặc, lát nữa em lên cho các chị. Em lên cho chị cả màu đen, màu đỏ với cả màu xanh như tối qua, lát nữa cho các chị chốt. Thôi để em thay ra nha các bà. Đáng ra không lên đâu đấy. Buồn quá thôi, thành ra sinh nhật em là không có quần này nhá. Vì em có hẹn với mọi người là sinh nhật em thì em mới lên quần này rồi. Thế mà nay bán mất rồi, còn đâu hết rồi, không có. Ra Tết chắc là phải ra Tết. Nó sẽ có một chuyến nó về được tầm khoảng tháng 12 âm. Nhưng có khi tháng 12 âm khi đấy em nghỉ Tết rồi. Đấy thì là em lại phải để ra Tết mới bán cơ. Em Q110 xe S chị ơi, ok Lê Vui. XL là không còn M đâu chị ạ. À. XL là các chị từ 57 đến 64 cân nhá. XL từ 57 đến 64 cân. Được chưa ạ? À? S là các chị em mình từ 39 đến 47 thoải mái xe S. Đấy, 39 đến 47 thoải mái xe S. Còn XL là từ 57 đến 64 cân. Co giãn sướng lắm các chị ơi, em nói thật nó đỉnh của chóp cho các chị. Được chưa ạ? À? Rồi, cho chị hai cái XL cho ok bác Chín Phạm, hai cái XL.
Rồi, chị Hà Nhàn Anh, Hà Nhàn Anh đuôi 446 ấy, nhắn tin cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Không thấy chốt deal chưa chốt xong mình ơi, Q110 để em hai cái XL Nguyễn Hoa và sen của Nguyễn Hoa được cái gì rồi. Thêm cho chị một cái XL Quyên Tú cộng thêm cái XL nữa luôn. Thôi em qua mã để em mặc lại cái bộ vừa nãy nha. Khổ vừa nãy đang mặc một cái bộ xinh xắn nhìn hiền từ đáng yêu baby. Tự dưng bà kia bá vào bà comment làm em phải rú con mẹ nó lên điên hết cả người. Này các bác mình thông cảm cho em nhá. Được chưa à? Bao nhiêu công tu hôm nay lại làm vài câu nói tục rồi. Rồi qua nha các chị. Đấy. Áo em đang mặc em chả biết có trắng không. Chính bản thân em còn không biết ấy. Có đúng không? Còn trắng không? Còn luôn đấy. Chắc còn có tí chỗ này em nhấc nốt ra này. Đấy. Ép em cho chị. Em ơi ép cho chị ngậm đắng trong tim kìa. Ép em cho chị Phạm Tuyết Loan kìa. Rồi em qua nha các chị nhá. Đừng vào bảo em lên cái nọ đi lên cái kia đi. Là em bị tăng sông đấy các chị. Là em bị tăng sông vì em không có lên theo yêu cầu của khách đâu. Má này em tăng sông là vì đấy các chị em mình. Bực ghê luôn ấy. Rồi đợi em chút nha. Các bác mình mua con quần này về đừng bảo Giang ơi sao mà mặc đẹp thế nha. Em nói thật, bất chấp tất cả các chị người khó mặc đồ đến đâu, mặc con quần này cho em vẫn cứ là đỉnh luôn. Đẹp dã man luôn. Đấy. Thắng ra em tự dưng lại bị lên bán mã này lại bị hết chứ. Đúng thật sự luôn. Em ơi cái bộ của chị vừa nãy đâu, chị đưa cho con được. Nhờ cái bà chị mà hết cả giọng. Đúng rồi bà Sinh ạ, à, con là rồ lên là con quên hết cả luôn. Con đang ốm ấy bà Sinh ạ, à. Con mà rồ lên cái. Thêm một cái XL nữa cho chị Ngọc Khơi kìa. Nhớ là con quần đấy về các chị có thể mix tất cả các thể loại trên cuộc đời. Mặc với sơ mi cũng đẹp. Mặc với áo phông cũng đẹp. Các chị em mình có xem livestream em mặc với một con áo bra không? Con đấy kể cả các chị mặc với một con áo bra cũng đẹp. Con quần đấy. Tức là nó đẹp kinh khủng luôn đấy. À, chị chuyển khoản nhé. Ok bác Hạnh Vũ. Thật sự với các chị em mình luôn, em nói thật với con người nó quá đáng. Kể cả các chị em đúng rồi, con này mặc vừa đấy, mặc với áo dài cách tân cũng đẹp luôn các chị gái. Đợi em chút nha mọi người. Đấy, lại trở về Thành Giang dịu dàng, baby yêu, đáng yêu rồi đây mọi người. Tự dưng người bị rồ mất một tí đấy các chị. Tự nhiên em bị rồ mất một tí. Cái gì em ơi, mã gì? Cái gì? Áo tay bồng hết luôn à? Không, đây còn thế thì tôi cứ nhấc ra lên tạm. Còn mấy chục cái chỗ này nhấc ra lên tạm. Thế thì lên cho chị cái xanh kia cũng được. Chắc là mọi người lấy hết rồi chứ. Còn áo tay bồng cái giá đấy thì bảo hôm trước cái giá 85-89 nghìn thì mọi người còn phân vân chứ. Mình hôm nay mình bán cái giá đấy thì mọi người chả thi nhau. Ai đến cũng lấy luôn. Đỏ còn không? Đỏ không hết luôn à? Có 3 cục đỏ đây, đỏ xanh hết rồi. Ồ, đã hết luôn rồi. Thế thì rồi, lên cho chị đen trắng. Đen trắng với xanh đấy thôi em ơi, đen trắng, trắng có mấy cái kìa, lên cho chị kìa. Trắng nhấp ra có mấy cái cho mọi người lên luôn. Hay các chị em mình ghé, các chị em mình chấm chấm lên cho em nhé, để em chuẩn bị em lên cho các chị con tay bồng này luôn. Đang cho nhân viên xếp ra. Sợ thật, bán đến đâu hết đến đấy luôn này. Rồi lên luôn, áo em mặc bên trong có ít nên các chị em mình phải chốt nhanh nhá. Các bác mình mà chậm tay là không có còn luôn. Này con quần ba cúc này các chị mà mặc, kể cả mặc cho em với một con áo dây thôi. Nó cũng đẹp lắm luôn đây các chị nhìn này. Đấy, con quần ba cúc đấy mặc cho em với một con áo dây thôi nó cũng đẹp. Em mặc like con này nhiều lắm luôn ấy. Mặc like con này nhiều một cách kinh khủng luôn. Nhất đâu ở con quần này, con quần ba cúc đấy đây, mặc với con áo bra này cho em xịn đâu nhìn này. Đấy, con quần ba cúc đấy, mặc với con áo bra đấy các chị. Đẹp không? Em ơi, em nói thật, nó kinh dị lắm các chị. Con đấy nó mix phải gọi là thôi rồi luôn.
Rồi em lên này. Đâu cho chị luôn áo chị mặc bên trong luôn. Chết rồi, các chị cứ vào các chị hỏi. Bộ chị mặc khiếp, chị sắp ngất đến nơi. Áo em mặc bên trong các chị chốt lẹ nha. Vai của nó hơi bồng. Lên cho các chị em mình luôn, đen xanh trắng. Lên luôn là A65 thôi, các chị kèm màu đi. Các bác mình mua để mình mặc ba màu này, các chị mặc với con quần ba cúc vừa nãy đều đẹp luôn nha mình ơi. Đây màu xanh này, đen xanh trắng nhá, ba màu đen trắng xanh, 65.000 đồng một cái. Hàng em bán 85-89, các chị em mình biết đây. Con này là vai nó hơi bồng, nó không phải hàng thường đâu ạ. Hàng VIP cho các chị 38-39 đến 60 cân mình vẫn đang mặc cho em ok luôn. 38-39 đến 60 cân cho em luôn nha các chị nhá. Đây các bác nhìn cho em luôn. Ôi em ơi, trắng này đâu phải của nó đâu, đúng không? Đấy, thế thì không còn trắng rồi. Đâu thấy cái lẫn đấy, cái lẫn đấy, thấy cái đấy xếp rồi đấy, còn có mỗi một cục bên đấy có mấy cả. Đây đưa chị này. Đấy, đây thì đây, trắng đây nha các chị. Để riêng hẳn ra đi em. Đây các chị nhìn cho em luôn. Lên luôn là màu đen, màu trắng với cả màu xanh nhá. Đen trắng, xanh trắng này. Màu đen em đang mặc rồi, thôi em không bóc nữa nhá. Màu đen em đang mặc trong người đấy các chị, thôi em không bóc nữa. Đấy các bác mình chốt luôn này. A65 này, A65 các chị kèm màu nhá. Đen trắng xanh cho Thúy Quỳnh. Màu trắng các chị Xuân Phan. Lên rõ là A65 cho các chị kèm màu. Màu đen cho Thu Trang. Lên rõ là A65 kèm màu. Màu trắng em cho chị Lê Vui. Hết luôn màu trắng nhá các chị nhá. Còn mỗi đen với xanh là hết. Chị nào chưa chốt được chốt nhanh. A65 cho các chị em mình kèm màu. Bộ em đang mặc 450.000 nha. Chưa thích xả hôm qua. Hết trắng rồi các chị ơi. Màu đen cho chị Nguyễn Hường. Màu đen cho khoai tây cháy. Đen cho khoai tây cháy. Chị nào chưa được mình lên vào đấy là A65 kèm màu. Màu đen em cho chị Lê Hiền. Chỉ còn mỗi màu đen với cả màu xanh. Đen cộng xanh cho chị Hạnh, Hồng Hạnh Nguyên. Màu đen em cho chị Vân Vân. Màu xanh cho Thu Quỳnh. Thu Quỳnh có luôn. Màu xanh cho Giang Nguyễn. Xanh cộng đen cho chị Nguyễn Uyên. Màu đen cho chị Đinh Nhài. Đen cho chị Nga Hoàng. Đen xanh cho chị Thương Nguyễn. Khoai tây cháy có rồi mình ơi. Màu đen em cho chị Tùng Nghĩa. Bác nào chưa được lên là A65. Xong các chị em mình kèm màu. A65 kèm theo màu đen với cả màu xanh luôn nhá. Màu đen cộng màu xanh cho chị Minh Nguyên. Ok chị Minh Nguyên. Đen cho chị Trần Thủy. Đen chị Trần Thủy có luôn này. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn. A65 xong kèm theo màu đen với cả màu xanh nhá. Qua cho các chị vì nó còn ít lắm. Chốt nhanh cho các chị em mình thôi. Rồi Trần Thủy có rồi bác ơi. Bác nào chưa được các bác lên comment nha. Làm tí mật ong cho nó dịu cái. Rồi, màu đen chị Tùng Nghĩa có rồi chị ạ. Chị nào chưa chốt được các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Là A65 rồi các bác mình kèm màu. Ở đây còn một cục đen nữa thôi là hết đúng không? Vâng. Tiếp cho các chị luôn này. Lên cho chị luôn lên đồ bé nhá. Kia xanh này bây giờ bắt đầu đến chương trình em xả đồ bé này các chị. Các chị em mình vào các chị chia sẻ nhá. Ok, màu xanh em cho chị Ngát Nguyễn. Ok, bác Ngát Nguyễn này. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em. Đừng hỏi bộ em mặc khi mà em chưa lên đừng hỏi. Nào cho chị bộ bé cái luôn em ơi, đằng sau đấy. Màu xanh em cho chị Đặng Phương một cái. Ok chị Đặng Phương này. Còn mỗi tí đây thôi đúng không? Đồ bé có chị nào mình ôm không? Xóa view Lê Hiền đã kìa. Buổi trưa mà chỉ có hai người phụ like. Đừng có vào comment sai đến lúc em chửi cho đấy em nói luôn. Đặt thì đặt không đặt thì thôi. Chứ đừng có vào comment xong đổi ra đổi vào. Mất thời gian của em nhá. Đây các chị nhìn luôn này. Còn mỗi mấy bộ à, còn đủ số không? 7 cân đến 12 cân cho em thôi. 7 cân đến 12 cân cho em. Nhanh tay còn chậm tay hết em tặng luôn cho các chị em mình nhá. 39.000 đồng một bộ. Lên luôn cho em là B39 không? Các chị kèm cân nặng vào. B39 kèm theo cân nặng 7 cân đến 12 cân cho em nữa là hết hàng. Đấy chị nào thích ôm thì ôm luôn về mà bán đi. Em nói luôn hàng của em không phải hàng chợ. Các chị nhìn là các chị biết rồi. Hàng của nó là hàng mát sườn. Chuẩn hàng công ty cho các chị quá đỉnh luôn. Đấy, các chị nhìn cho em cái quần. Bác nào mình tinh ý, mình chỉ cần nhìn cho em Giang còn súp không, muối ăn không. Em chẳng biết là còn hay không đâu chị. Đấy, lên comment luôn là B39 kèm cân nặng nhá. 7 cân đến 12 cân thoải mái. 8 cân cho Ngọc Thảo, 12 cân cho Tí Xíu. Các chị lên là B39, 8 cân Ngọc Thảo có rồi mình ơi. Lên là B39 đâu, các chị kèm với cả cân nặng vào đấy cho em luôn. Đừng comment số điện thoại trên live stream. Địa chỉ số điện thoại nhắn tin nhắn. A65 màu đen cho chị Hồng Quách, áo chị mặc đấy. Comment vào đấy cho em là B39 luôn, các chị kèm với cả cân nặng. Đây là em xả nốt, em nghỉ đồ bé nhá, không bán đồ bé đâu. Xả nốt để nghỉ luôn ạ. Không bán đồ bé nữa nha các chị. Cho chị 10 lọ gì nhá. Em không biết còn hay không đâu chị ạ, chả biết còn một canh hay không đâu. Nhá giờ này nhân viên đang nghỉ ăn trưa, không có người kiểm kho đâu chị ơi.
Rồi còn chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là B39 không, các chị kèm với cả cân nặng. Này là thanh lý đồ bé cho các chị. 12 cân em cho chị Như Hương. Như Hương, ô 2 bộ 12 cân vào của Như Hương kìa. Thêm cái mã B39 lên. 12 cân cho nụ mít. Hết luôn 12 đúng không? Rồi em còn đến 11 B39 không kèm với cả cân nặng chị ơi. Chứ chị không có mã đằng trước, ai chốt được đơn cho chị. Đúng ạ. Hết 12 cân còn 7 đến 11 cân cho thoải mái. Hết hết 12, hết 12 cân đừng comment nữa chị nhá. 3 bộ 9 cân em cho chị Vui Mông. 3 bộ 9 cân cho bác Vui Mông này. Ok chị Như Hương là có rồi chị ơi. Rồi còn chị nào chưa được nữa. 10 cân em cho chị Thanh Trúc. Rồi em còn có 2 bộ 7 cân, 8 cân, 9 cân nữa là hết hàng. Này bác nào chưa chốt được các bác mình chốt nốt qua mã luôn nhá. 39.000 đồng một bộ là em tặng đi cho hết rồi. Tiếp để cho chị luôn nè. Đến sang cái bộ hồng đấy. Bộ hồng nó còn số này. Bộ hồng nhá. Hết hết 12 cân rồi đừng comment 12 cân nữa. Đã báo hết rồi thì đừng comment nữa nha. Mua hàng nhà em thì để ý vào. 7 cân đến 14 cân này. Lên tặng nốt cái này là B36 xong kèm với cả cân nặng luôn. B36 xong kèm với cả cân nặng luôn nha. 7 cân đến 14 cân đúng không? Còn bằng này nữa là hết đúng không? Bên kho không còn đâu đúng không? 7 cân đến 14 cân lên luôn là B36. Mà à 2 giờ gọi vào số 838 cho nhân viên kiểm tra đơn cho nhá chị nhá, chứ kể cả có báo em trên này em không kiểm tra được đơn đâu. Đây báo gọi vào số 838 trên ảnh bìa cho nhân viên. B36 từ 7 cân nhá đến 14 cân cho em ạ. Nhanh tay còn chậm tay hết. 10 cộng 14 cân cho Đặng Ánh. 8 cân cho Ngọc Thảo. Lên vào đấy cho em luôn nhá. B36 xong kèm với cân nặng, đừng ai kèm cái số điện thoại trên này. 8 cân cho Trang Hí. À Trang Hí là B39 ấy. Ok Trang Hí. B36 11 cân cho Nguyễn Thị Thanh. 10 cân cộng A65. A65 là bao màu gì đây Trang Mít ơi. Trang Mít phải kèm cả màu của A65 vào. Chứ A65 mà không kèm màu là không chốt được. Rồi còn chị nào chưa được B36 lên luôn B36 nhá. 7 cân đến 14 cân cho em luôn. Đấy 36.000 nốt luôn. Bán toàn cái này các chị em mình mua toàn của em. Rẻ nhất cũng 69.000. Giờ coi như bán cho các chị có nửa giá rồi. Vì em xả nốt luôn là em nghỉ đồ bé rồi đấy. Không bán lẻ đồ bé nữa đâu. Đồ bé có chị nào có bốc buôn thì bốc thôi. Chứ nốt buổi nay vào của Trang Mít để thêm màu đen vào của A65. Chị nào chưa được các chị lên bộ này còn một bộ đúng không? B36 8 cân cho chị Lợi Suki. B36 12 cân cho Trúc La. Lên là B36. B36 10 cân cho chị Giang Nguyễn. Lên comment vào đấy cho em là B36 luôn. Các chị kèm với cả cân nặng cho em luôn nhá. Cứ từ 7 cân đến 14 cân cho em cho hết hàng luôn này. Bộ giữ nhiệt còn không? 10 cân cho Ngọc Thảo thêm B36 10 cân nữa đấy. Rồi còn chị nào chưa được lên B36 kèm cân nặng đi. Còn từ 7 cân đến 14 cân cho các bác mình chốt luôn. B39 còn đúng một bộ. Ok Ngọc Thảo có thêm 10 cân của B36 rồi. Bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em luôn. Tiếp luôn này. Cho chị tiếp luôn còn cái số còn bộ nào còn mã nào còn số 6 đến 10. Nhặt nốt ôm nốt để tên nốt luôn cho nó gọn luôn này. Đấy, xem còn ít đấy. Cái bộ này là B36 thêm 11 cân cho Nguyễn Thị Thanh. Ok, Nguyễn Thị Thanh thêm 11, 12 cân cho chị Tú Nguyễn Thị. 12 cân cho Tú Nguyễn Thị. Chị nào chưa được B36 lên B36 kèm cân nặng vào đấy cho em luôn nhá các chị nhá. Còn mỗi bằng này nó thôi là hết đúng không? Này các chị chốt nhanh nữa không là cũng còn mỗi cái nịt không này. Vì em đã tặng như cái giá này. Cái này các chị lên là B55 nhá. Xong các chị kèm với cả cân nặng B36. B36 7 cân nha chị Hân Hân. À Tú Nguyễn Thị vừa nãy là B36 thì làm gì còn hàng. Xóa bill của Tú Nguyễn Thị nha. À còn nữa nhở. B36 vừa nãy 12 cân Tú Nguyễn Thị được không? B36. À được được thế thì Tú Nguyễn Thị được B36 rồi. Đây cái này các chị lên là B55 kèm cân nặng. Em còn từ 15 cân đến số mấy đây? Em còn từ 15 cân đến 23 cân các chị chốt nhanh nhá. 15, 16 đến 23 cân chốt nhanh luôn cho em này. 55.000 một bộ. Cái này nó còn đếm trên đầu ngón tay này này. Nên các chị phải nhanh tay chứ giờ này bộ này nó không có còn nữa rồi. Đấy em bán 89.000 cơ. Vì nó là bộ phụ nỉ chứ không phải là bo thêm cái gì nhá. Các chị ra đây các chị nhìn này. Đấy các bác mình tinh ý rồi các bác biết luôn. Cái này là B55 xong kèm với cả cân nặng. B55 kèm cân nặng còn từ độ 15, 16 đến tầm 23 cân. Nói lên comment. B55 17 cân em cho chị La Thắm. Các chị lên nhanh ở đấy cho em là B55 nhá. Xong kèm với cả cân nặng 23 cân cho chị Thắm Lê. 16 cân cho Thúy Nga. Cho có 55.000 đồng một bộ. Bộ này mặc thích cực luôn. Sướng lắm luôn các chị. Lên vào đấy cho em là B55 thôi. Các chị kèm với cả cân nặng nhá. 55.000. 15 cân cho chị Hương Lê.
20 cân cho chị Tuấn Sang, 22 cân cho chị Hồng Lê Thị. Fan của Vui Mông cái gì kia. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn. Mã là B55 cho các chị kèm với các cân nặng nhé. Bà nào đổi ra đổi vào lập trường công vũ vàng xả có mẹ đơn luôn. 23 cân cho chị Nhung Vũ. Rồi 17 cân cho Sinh Khánh Vi, 17 cân cho Bế Thị Thắm. Ok Bế Thị Thắm. Rồi còn chị nào chưa được, 21 cân còn một bộ đúng không? 21 cân cho chị Như Hương. Còn bộ B36 còn 10 cân không? Còn. B36 10 cân cho chị Vân Vân này. B36 7 cân cho chị Ngậm Đắng Trong Tim này. Rồi, hiện tại là bộ này còn mấy, chỉ còn có từ 15 cân đến 17 cân thôi chị ơi. Em còn 15 đến 17 cân nhá. B55 chỉ còn 15 đến 17 cân thôi ạ. Chị nào chưa chốt được các chị lên luôn. B55 là chỉ còn 15 đến 17 cân, hết 22 cân rồi. Em bảo rồi các chị em mình chậm tay là hết. Không còn 20, không còn 22, còn 15 đến 17 cân là hết hàng. Nó chợ 16 cân cho Mã Long Thành, 17 cân cho Nguyễn Oanh. Ô thế á? Thế thì Nguyễn Oanh không được rồi đúng không? Nguyễn Oanh không được rồi, B55 hết hàng rồi. Hết luôn này. Xóa xóa bill Nguyễn Oanh rồi, không cần bấm dự bị gì nữa. Hết luôn B55 rồi nha các chị, không còn. Tiếp luôn xem còn mã nào nữa không nào. Bên kho là ôm hết sang chưa? Lên thế này lên bộ zip lông giữ nhiệt đi, lên bộ VIP để luôn đi. B36 còn 12 cân không? B36 12 cân cho chị Ngọc Ánh. Đấy còn chị nào lấy B36 các chị lên B36 kèm cân nặng là bộ này nhá. B36 em còn từ 7 cân đến 12 cân. Đấy B36 là còn 7 đến 12. Chị nào chưa chốt được các chị em mình chốt nhanh luôn ạ. Là hết hàng em tặng luôn. 36.000. Đây là B36 các chị kèm cân nặng. B55 hết hàng rồi. Các chị đừng lên B55 nữa nha. Bộ em mặc là 450.000. Còn chị nào chưa được cái này các chị lên là B36 không kèm với cân nặng. Bộ này là còn một bộ đúng không? Bộ này còn 7 cân, 8 cân lên là B39 kèm cân nặng. Đấy, còn chị nào chưa được là các chị lên nốt. Đây là bộ zip lông giữ nhiệt này. Bộ này em bán là 130 cơ. B36 8 cân cho Đinh Thị Phương Huỳnh. Ok, Đinh Thị Phương Huỳnh. 9 cân, à quên 8 cân. Cái này phân số ra luôn này. Cái này còn được đủ số không? Không, còn 6 đến 8. Rồi em chỉ còn cho bé nha các chị em mình. Em chỉ còn cho bé nha các chị từ 15 cân đến tầm khoảng độ 22 cân ạ. Cái này là từ 15 đến 22 cân cho em nhá. Đây là bộ zip lông giữ nhiệt em tặng luôn này. 79.000 đồng một bộ đi. Cái này lên là B79 kèm cân nặng. B79 kèm cân nặng. Nhớ là cái này là zip lông giữ nhiệt nhá. Zip lông giữ nhiệt nha các chị. Cái gì kia? B39 ăn giết người ra 10 cân nữa nhá chị nhá. B39 tầm này chị đừng có vào lấy 10 cân. Lấy đâu ra B39 10 cân, chị bị mơ ngủ à. B39 còn 7 cân 8 cân. B36 10 cân nha chị Nguyễn Oanh kìa. B36 nha chị Vân Vân. Giờ này không có B39 10 cân nữa đâu. Cái này lên B79 kèm cân nặng 15 cân đến 22 cân. Nhanh còn chậm hết, bộ này mặc càng ôm càng ấm luôn, cho em sướng cực luôn. Nói lên vào đây cho em là B79 kèm cân nặng. B79 20 cân cho Đinh Thị Phương Huỳnh. 20 nhá. Cái này là còn từ 15 cân đến 22 cân cho em thôi. 22 cân cho chị Lợi Suki. 19 cân cho Nhân Nhân. Đâu số nhỏ nhất đâu em? Mấy số? Thế thì vừa nãy 20 cân cho em nhặt số đấy. Lên số kia. 16, 18, 18, 20, 20, 22. 22 cân cho chị Vi Phương. 16 cân cho Hồng Hạnh Nguyên. 22 cân cho Thắm Lê. 20 cân cho chị Tuấn Sang. 15 cân cho chị Sam Sam. 21 cân cho Nguyễn Quỳnh. Nhân Nhân có rồi chị ơi. 16 cân chị Trang Nguyễn. Lấy đâu ra 25 cân là chị B39. B39 7 cân nốt cho chị Lê Hằng là hết luôn mà B39 đấy. Rồi B79 19 cân cho chị Thương Nguyễn. 16 cân cho Nhung Vũ. 17 cân cho chị Bế Thị Thắm. Cái này tối thiểu từ độ 15 cân đến 22 cân giúp em nhá các chị nhá. Nói bác nào mà mình chưa được các bác mình lên comment vào đấy cho em luôn này. Chốt nhanh vào đây cho em luôn các chị. Cái này là 79.000 còn vài bộ nữa hết. Cho đi hết luôn cho các chị em mình luôn, đẹp lắm. Bộ này nhớ cho em nó là zip lông giữ nhiệt chứ không phải là bộ giữ nhiệt thường đâu. Đây các chị nhìn này. Khi các bác mình kéo ra các chị nhìn thấy cái sợi zip của nó. Đấy, nó là zip lông giữ nhiệt cho các chị em mình.
hàng VIP luôn cho các bác, mình nhìn cho các bạn đi luôn này. Chuẩn nhá, khi kéo ra thì mình mới biết là chuẩn zip lông giữ nhiệt. Chứ nếu như hàng lông không thì lại là hàng rẻ rồi. Đấy, các chị nào mà chưa được các chị lên comment 15, 16 đến các chị em mình cho con đến 22 cân. 18 cân cho chị Phương Huệ một bộ. B79 nhá, các chị kèm với cả cân nặng, và B79 kèm cân nặng. Thương Nguyễn có rồi mình ơi, bác nào chưa được các bác lên comment này. Cho chị luôn cái mã len bé đấy luôn à. Len bé, len lông hàng cao cấp luôn. Toàn 210.000. 22 cân cho Khương Thu Huyền một bộ. Đây, lên cho các chị em mình luôn này. Đấy, đây các chị nhìn cho em luôn nhá. Giặt ra luôn là xem chị xem là còn bao nhiêu nữa. Bán nốt đi, lỗ quá trời lỗ. Chả để là em không tiếc nữa đâu. Mấy số đó? 22 cân cho chị Thanh Xuân một bộ B79. 22 cân cho Suli một bộ. 17 cân cho chị Nguyễn Oanh một bộ. Ok, chị Nguyễn Oanh này. Còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. B79 các chị kèm cân nặng. Đây, lên cho các chị một mã. Mặc cái này không cần phải mặc thêm áo khoác luôn. B79 18 cân cho chị Thúy Phạm. B79 đủ size, còn mấy size buộc có chị Đức Phạm. Buộc có chị Đức Phạm luôn. Ok chị Đức Phạm nha. B79 còn 22 cân không gì? 22 cân cho chị Nga Nguyễn Nguyễn một bộ. Chị nào lấy B79 các chị lên B79 đi. Chờ tôi ra chỗ. Ra chỗ rồi tôi chốt tiếp nhé. Em còn cái này từ độ 16 cân. Mới đưa chị cái số to nhất cho chị xem là chị Đức Phạm có rồi. 16 cân đến tầm khoảng 32 cân cho em nhá. 16 đến 32 cân cho em luôn này. Cái này em xin phép bán biếu nốt luôn này. 116.000 đồng một cái. Em xin phép bán tặng nốt luôn 116 kèm theo cân nặng. 116.000 kèm theo cân nặng, em bao cả giá nhập. Giờ lạnh các chị nhập vào cho em con này nhá. Các bác mình nhập buôn cho em con này, hiện tại đang là 140 đến 160 tùy từng mẫu, tùy từng hình cho các chị em mình luôn. Đây, em bán luôn cho các chị em mình luôn là 116.000. Tại vì em dừng đồ bé mà em xả nốt để em dừng từ tầm độ 16 cân, 16, 17 cân, 16 cân đến tầm khoảng 32 cân. Đấy, các chị lên luôn là 116 kèm cân nặng. Ok, số to nhất buộc vào cho chị Ngát Nguyễn. 32 cân, đến 32 cân nhá. 20 cân cho chị Đỗ Loan. Cái này các chị nhìn cho em cứ từ tầm độ 16, 17 đến 32 cân. Các chị vào, các chị chốt nhanh vào đấy. 27, đâu 116, không phải là 146 đâu. 116.000 ấy. Lên là 116 kèm cân nặng thôi. Chỉ cần lên nguyên là 116 kèm cân nặng. 30 cân cho chị Thắm Lê. 30 cân chị Thắm Lê này. Các chị lên vào đấy cho em là 116 kèm cân nặng. 22 cân cho chị Nga Nguyễn. Đẹp lắm, lên lông hàng đỉnh luôn. 26 cân cho Bế Thị Thắm. 32 cân cho Thu Hồ. 30 cân cho Tí Xíu. 28 cân cho Hoàng Yến. 116 chứ đừng lên là B biết gì. 27 cân cho chị Hồng Hạnh Nguyên. 29 cân cho chị Bùi Minh Nhật. Từ 16 đến 32 cân ạ. Các chị vào, các chị lên. 32 cân cho chị Khuất Ngọc Thắm. 30 cân cho chị Vân Vân. Rồi 26 cân cho Hồng Vinh. 19 cân cho Thương Nguyễn. Vào của Hồng Vinh thì xem chuyển khoản cái đơn ủ tóc chưa. Đấy, còn chị nào chưa được. 27 cân cho chị Nguyễn Thị Thanh. Không còn 32 cân nữa đâu chị ơi, em còn đến 28 cân. Em còn đến 28 cân là em hết hàng. Em còn từ 16 đến 28 cân là hết luôn nhá. Chị nào chưa được các chị lên nốt hết 32 cân rồi. Đó, em bảo rồi, em bán cho các chị là cho nốt là hết. Hồng Vinh có 26, 21 cân cho chị Nguyễn Oanh. 21 cân chị Nguyễn Oanh. Ok. Còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em. Còn từ 16 đến 28 em bán nốt cho các chị thôi, không còn 32 nữa đâu. Còn đến, thì còn đến 28 cân đấy. 27 cân em cho chị Xuân Nông. 27 cân cho chị Như Hương. Em còn từ 16 đến 28. Xuân Nông đuôi 403 nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Ok chị Hồng Vinh. Rồi còn những chị nào chưa được các chị lên luôn nhá. Giảm giá này là lỗ đau lỗ đớn rồi các chị. Ô em ơi, có cái áo len mà chị để chỗ này để lại cho sâu này. Đừng nói là gấp vào để bán nhá. Cái màu kem ấy. Không gì mang lên. Vâng, để lên cho sâu nó mặc. Chứ không mấy nữa xả hết đồ bé rồi là lại mất công đi mua cho chúng nó. Đắt mấy. Thế gì bảo những cái này toàn 200 mấy một cái. Đến lúc lại mất công đi mua cho chúng nó. Chị nào chưa được các chị lên comment nhá.
Em qua mã cho các chị luôn, bộ em mặc em chưa có lên đâu. 26 cân em cho chị Mai Đoàn. Khổ, bộ em đang mặc các chị em mình. Em nói thật, vì hôm qua nhân viên nó làm sót, các bác mình xem lại livestream chưa qua em ơi nhá, các chị cái bộ bộ em đang mặc nó dày một cách kinh khủng luôn. Cái bộ này các chị em mình lên comment vào đấy cho em là VIP 255. Lên luôn cho em là VIP 255 vào đấy cho em cho 255.000. Nó nặng kinh khủng luôn. Nếu như các chị mà không thích giày thì các chị đừng mua. Em bảo rồi, đây là cái mã bộ duy nhất mà chồng em bảo để em, mà chồng em bảo em là vợ ơi vợ để thêm mà mặc. Mà trong khi đấy em để đến 3 bộ rồi. Đây các chị nhìn thấy nó như một cái chăn luôn cơ. 40 cân đến kể cả 60 cân nhá. Dáng của nó là như thế này. 40 đến 65 cân cho em cơ, các chị nhìn này. Nó như một cái chăn đấy, các chị lên là VIP 255. 255.000 một bộ. Nhá, các chị lên vào đấy cho em là VIP 255. Được chưa? Đây các chị nhìn này. Ui dồi ôi, em nói thật luôn, nó đẹp. Nó đẹp một cách kinh khủng cho các bác mình luôn nha các chị. Cắt cắt cho con cái gì. Comment vào đấy cho em là VIP 255 vào đấy cho em luôn, em xem còn bao nhiêu nhấc vào nhá. Đẹp lắm luôn đấy các bác, sướng nhá. Đấy, chị nào thích thì các chị em mình chốt thôi. Chứ bộ này không có ai bán đâu các chị đâu, vì em bán tặng nốt luôn rồi. VIP 255 cho em luôn ạ. Đơn tối qua đi chưa? Đi cái gì kia để dồn đơn trưa nay được không? Không có khái niệm dồn với đơn trưa nay nhá. Đơn tối qua đi đơn riêng hoàn toàn, đơn trưa nay đi đơn riêng hoàn toàn. Được chưa ạ? Chiều tối em còn cho nhân viên lên một ca nữa cũng đi đơn riêng luôn. Mỗi một like là một đơn riêng. Rồi VIP 255 cho chị Hoàng Lệ một bộ, cho chị Hương Vì một bộ. 255.000, 11626 cân cho chị ngậm đắng trong tim. Ok, chị ngậm đắng trong tim. Lên comment cho em là VIP 255 nhá. 255.000 cho chị Nga Nguyễn một bộ. Cho chị Đinh Nhài một bộ, làm gì có ai bán bộ này 255.000 em nói thật. Cho chị Đức Phạm một bộ. Chả có ai bán bộ này 255.000 luôn. Khẳng định luôn ạ. Bao hết giá đừng so sánh với hàng 199 nha. Được chưa? Đến 199 em chịu, em chẳng có nhập vào được. Giá của em nhập vào 300 mấy cho các chị em mình, còn 450.000 đây em xả rồi. Cho Suli một bộ, lên rõ là VIP 255. Hai bộ cho chị Nguyễn Hường. Hai bộ chị Nguyễn Hường, một bộ cho chị Hồng Hạnh Nguyên, một bộ cho chị Đặng Ánh. Lên vào đấy cho em là VIP 255 nhá. 255.000 một bộ. Đắng, ngậm đắng trong tim là có áo bé 26 cân rồi chị ơi. Chị nào chưa chốt được, các chị em mình chốt luôn nhá. Cho chị Nguyễn Hương một bộ. Kinh lắm, nó kinh khủng luôn bộ này. Em bảo rồi, bao giá cả cái đất nước Việt Nam luôn. Cho chị Thắm Lê một bộ. Thắm Lê có luôn này. Tại hôm qua các chị xem like, các chị biết làm gì còn đâu. Khổ nhân viên nhà em, chúng nó không kiểm tra kỹ, nó còn bên kho. Cho chị Tâm Thanh một bộ, 65 cân không mặc được đâu chị ơi. Dương Thùy, Thùy Dương đuôi 844. Lấy VIP 255, nhắn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn. Không nhắn em nhiều người khác, chỉ 40 cân đến 60 cân thôi. 40 đến 60 cân thôi nha chị. Rồi em hai bộ cho chị Nhàn Lê. Kinh khủng không? Đẹp lắm. Cho chị Lý Bùi Thị một bộ 43 cân hay bao nhiêu cân? Lý Bùi Thị vào xóa xóa đi, sửa lại đi gì ơi, comment sai mã. Ok, em cho chị Phong Nguyễn một bộ 255. 255.000 một bộ cho các bác luôn. Eo ơi, nó to, nó dày lắm luôn ấy. Cho chị Nhân Nhân một bộ, chị chuyển quà. Cho chị Mai Thành một bộ. Mai Thành, ok, Mai Thành có luôn này. Hai bộ cho Vui Mông. Hai bộ cho Vui Mông. Nhớ kiểm tra kỹ đừng để sót lại nha em nhá. Chứ không mất công lắm luôn ấy. Hôm qua bao nhiêu người xin chốt dự bị thì trả chốt nay moi ra. Tại vì nhân viên nhà em nó cứ tưởng là hoodie. Đấy, nhưng mà nó không biết cầm vào nó nặng hơn hẳn cái áo hoodie luôn. Nó chỉ bảo nó to, nó cồng kềnh như thế này luôn, nó dày lắm. 40 đến 60 cân ok. Đỉnh lắm luôn đây các chị nhìn này, nhìn quả mũ của nó biết ngay là uy tín luôn. Đỉnh không? Siêu dày, siêu đẹp cho các chị em mình luôn rồi mà. Đấy, các bác lấy các bác lên cho em là 255, nó nặng cả ôm luôn các chị. Kinh khủng lắm luôn các bác nhìn này. Ok, 255. Ôi giời, xóa xóa của Tâm Thanh đi. Em đã nhắc rồi, 40 đến 60 cân đây. Sao lại cứ vào comment xong hỏi là 65 cân có vừa không? Ô hay nhỉ. Thế sao không hỏi trước lúc comment đi. Thế tôi tư vấn rõ ràng 40 đến 60 cân. Nó bảo cứ vào xong comment xong hỏi 65 cân có vừa không. Duyên dáng ghê gớm luôn. Đã chưa, chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là VIP 255 nhá. 255.000 cho các bác. Kinh khủng cho các chị em mình luôn. Dày lắm luôn nặng. Chị nào không thích giày là đừng có chốt đâu đấy, em nói luôn. Nhà không thích giày là đừng có chốt. Không đến lúc mất công về. Đặc biệt các chị trong Nam mà mua bộ này thì về chỉ có ngắm thôi, không có mặc được đâu. Vì cái bộ này các chị em mình kể cả Đại Hàn các chị còn đang mặc được cơ. Đẹp kinh khủng luôn cho các chị. Minh Tâm đuôi 918 lấy VIP 255, nhắn địa chỉ điện thoại vào tin nhắn nha.
Em nhắc rồi, chị nào chưa được các chị lên cho em là VIP 255. Nó kinh khủng cho các chị em mình luôn. Chịu luôn. Ok, cho chị Hương Ruby một bộ. Hương Ruby có luôn nâu tây đấy, đúng rồi bác. Em cho chị Đào Giang một bộ. Bộ này đẹp mê luôn, bác Ngát Nguyễn hôm qua mua 5 bộ liền nhở. Bác Ngát, ok em cho chị Giang Nguyễn một bộ vào, của Giang Nguyễn thêm chữ VIP vào đằng trước cho con. Bác Ngát Nguyễn hôm qua mua tận 5 bộ liền. Em nói thật, Lan Lê đuôi 455 nhắn tin địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nha. Cho chị Lợi Suki một bộ luôn này. Chị nào chưa được lên cho em là VIP 255. 255.000 một bộ cho các chị. Cho chị Phan Hải một bộ. Ok chị Phan Hải. Khoác Nam em chưa lên chị ơi. Ui dồi ôi, gió Nam đi, gió Nam em chưa có lên được đâu. Đấy, bác nào chưa được quần bông ấm là quần lót lông á chị. Quần lót lông qua lên cháy luôn này. Sợ luôn. Bác nào chưa được các bác lên nhé, 40 cân đến 60 cân. Chịu luôn cái bộ quần áo. Em nói thật là chịu luôn cái bộ. Áo em mặc, em có vào áo đâu, nó bộ em mặc nó là cả bộ đấy, vừa xong đấy, 255.000 bác. 255.000 một bộ nhá, lên cho em. VIP 255. 116 16 cộng 19 cân nha chị Xuân Cun kìa. Chị Nhàn Lê là có 2 bộ của VIP 255 rồi. VIP 255.000 chỉ có 2 bộ rồi. Cho chị Hạnh Moon một bộ, cho chị Thu Vương một bộ. Thu Vương có luôn một bộ rồi. Chị nào chưa được lên vào đấy cho em là VIP 255.000 nhá. 255 ạ. À. Lên luôn là số 255 ấy. Thu Vương là 255. Chị cho chị Liên Ngọc 2 bộ VIP 255 luôn, chứ không phải là VIP 2 cách 255 đâu, mà là VIP 255k luôn. Chị Liên Ngọc là 2 bộ nha. Liên Ngọc thì vào sửa build thành VIP 255 cho con. Chị comment thành VIP 2 cách 255. Bộ em mặc là 255, mã là VIP 255 luôn. 450.000 xả có 255. Định xả 260, 269 nhưng mà thôi. Còn bao bộ nữa em ơi? Ngoài còn không? Hết rồi đúng không? Hôm qua vừa đặt được 2 bộ, mới chốt hàng xong, sang hóng lắm Giang ơi, để mặc cho sướng, ui sướng lắm bác Đoàn Yến. Trời ơi đã cái cuộc đời luôn. Rồi đây áo bé vừa nãy là ok VIP 255 cho chị Lê Thơm một bộ. À, chị Xuân Cun là 16 với 19 cân cái áo này nhá. Rồi đúng không? VIP 255 cho chị Lê Lan Hoàng một bộ. Rồi còn chị nào chưa được em còn 2 bộ nữa là em hết luôn. Dạ được rồi, chị Nhàn Lê được 2 bộ rồi đấy ạ. Đây 116 là áo bé nhá. 116 là em còn từ 16 cân. 16 cân nỉ ý nó có bị xù không? Nỉ nào cũng bị xù hết em ơi. Nỉ nào cũng bị xù hết, chả có nỉ nào không bị xù, tôi nói thẳng. Đừng có bà nào ui tôi bán nỉ 2 triệu 3 triệu một bộ mà không bị xù. Em nói thật. Các chị em mình đã từng mua cái nỉ hãng Adidas chưa? Em mua này 2 triệu 8 một cái vẫn xù bình thường. Nên đừng có bảo nỉ nào không xù. Nói thẳng luôn. Ví dụ như con này các chị em mình quay máy giặt thoải mái. Được chưa ạ? Nhưng có cái là các chị em mình mà ngồi dệt dạt thì cái mông bao giờ nó có bị xù đúng không? Tránh làm sao được, còn có một bộ hay hai bộ nhỉ? Hai bộ. Một hay hai? Hai bộ. Em còn hai bộ là em hết nha các chị nhá. Áo 116 đây em còn từ 16 cân đến 25. Em còn từ 16 đến 24, 25 là hết đúng không? Rồi còn chị nào chưa được nào? Đây bộ bé này còn tí. 255 thêm vào của chị Liên Ngọc cộng thêm một bộ nữa rồi là thành 3 bộ rồi. Không có hàng này giá 255 đâu, em nói thật. 255 đến hàng này loại 2 người ta cũng không bán. Loại 2 là 289.000. Nói là rẻ nhất cho các chị rồi, còn loại 1 như thế này làm gì có ai bán 255 đâu. Nào, tiếp bạn cái này là còn bao nhiêu cân nhỉ bộ bé này này? 1 đến 3. 5. À từ đến 14 cân. Ô vẫn còn 14 á? Ô rồi. 7 cân đến 14 cân cái này các chị lên B bao nhiêu quên mất rồi. B36. Xong các chị kèm với cả cân nặng 36.000 một bộ cho các con này. Còn có mấy bộ thôi nha. 7 cân đến 14 cân còn mấy bộ là hết luôn. 255 mà chị Thúy Hà kìa. 11623 cân cho chị Nguyễn Ngọc Nhuần kìa, áo len đấy. Ok bác Nguyễn Ngọc Nhuần. 116 còn 25 đấy chị lấy đi chị Lê Thơm. Còn một cái 25. 116, 24 cân cho chị Nguyễn Thu. Đấy, hết luôn rồi, bác chậm tay là hết luôn rồi. Cho luôn chị Nguyễn Thu qua 24. Là còn có từ 16 đến 20 cân thôi. Còn 16 đến 20, 16 đến tầm độ 19, 20 cho em thoải mái. Đây, cái này các chị lên luôn này. B36, 10 cân cho chị Nga Nguyễn. 7 cân này, 10 cân này, 14 cân này cho chị Liên Ngọc. 7, 10, 14. Buộc luôn cho chị Liên Ngọc vào đi luôn. Vào của chị Liên Ngọc thêm chữ G không? Tí nữa lại cứ chốt 7K, 10K, 14K này chứ. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên nốt nhá.
qua cho các bác mình luôn này. Ui, em mệt, em tìm hết cả mũi luôn các chị. 11 cân hết rồi đúng không? Còn đâu? Còn. VIP 255 hết hàng rồi đúng không? Còn một bộ. Không, đọc rồi hay sao ấy? Cho chị Thúy Hà rồi mà. B36 11 cân cho chị Thơm Phạm. 116 hết 25 rồi. Còn nhỏ nhất. 13 cân cho Cao Bích Phượng. Hiện tại là chỉ còn từ 7 cân, 8 cân và độ 13 đến 13, 14 cân cho em. 12 cân cho chị Nguyễn Thu Hiền. Rồi, chị nào chưa chốt được, các chị em mình chốt luôn nha. Đấy, đấy ồ là thế. Rồi, còn chị nào chưa chốt được, các chị em mình chốt nốt luôn này. Cho chị luôn... tịt hết cả mũi luôn này. Không nói được luôn. Cho chị luôn cái mã tất bé đấy, chắc này hết đâu. Tất bé đấy chắc này hết. Sợ thật, mấy trăm set luôn mà còn hai size xả lỗ. Hết chưa, ngoài kia hết chưa? Em ngó ở ngoài xem là hết chưa. Tất bé này các chị nên mua, nó đẹp lắm. 119.000. Em tặng đây nốt luôn 69.000 10 đôi rồi. Nhưng mà chỉ còn có mỗi size M với size L thôi. M là từ 3 tuổi đến 6 tuổi, L từ trên 6 tuổi đến 9 tuổi, 10 tuổi cho em thôi. Trai gái đều đi được hết luôn nhá. Riêng má này trai gái đều đi cho em, quá đẹp luôn. Đây. Đấy, các chị nhìn cho em mình con gấu. Lên cho em luôn là T69. 69.000 đồng 10 đôi, đẹp lắm. T69 kèm theo với cả size ML nhá. Hai size ML cho các chị em mình mua cho các con này. Gái trai đều đi được hết luôn. Màu nó sạch sẽ nữa chứ. Đấy, các chị lên cho em nhá. T69 kèm size ML, 3 tuổi đến độ 6 tuổi đi cho em size M. Trên 6 tuổi đến 9 tuổi, 10 tuổi đi cho em size L. 69.000 10 đôi hết chưa em? Tất tần tật đây đúng không? Em còn 50 set nữa em hết. Cái này em nhập liều luôn đấy. Em nhập hẳn luôn 1.200 set. Tất bé mà nhập 1.200 set là kinh khủng rồi. Thế xong em bán nhưng giờ em còn ít, em tặng nốt không còn đủ size ấy. Nên em tặng nốt luôn 69.000 10 đôi. Chị nào chưa chốt được các chị em mình lên luôn nhá. T69 này size M cho chị Nguyễn Hương, M cho bác Liên Ngọc, L cho Nga Nguyễn Nguyễn, L cho Hoàng Yến, L cho Thắm Lê, M cho Khánh Huyền Phun Xăm. M em cho chị Nhân Nhân, Khánh Huyền Phun Xăm có rồi mình ơi. T69 kèm size M với cả L mà. Chị Nhân Nhân có rồi nhá. T69 kèm size cho em thì mới chốt được bác ơi. M cho chị Xuân Phan, Xuân Phan có M, L cho chị Nga Nguyễn. L chị Nga Nguyễn này, em còn có 50 set tất cả thì các chị em mình chốt lẹ thì còn. Chậm tay là hết chứ 69.000 set tất này quá bèo luôn. Đấy, chị nào chưa chốt được các chị em mình chốt vào đấy cho em luôn nhá. Bác nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ đi. Xong mã tất bé này em lên một mã tặng. L em cho chị Hương Vì. Chị nào chưa được lên T69 kèm size nhá, M với cả L. Một M một L em cho chị Thơm Phạm. Size M em cho chị Tâm Thanh. 4 tuổi lấy size M luôn bác ơi, 4 5 tuổi gì lấy size M luôn nhá mình nhá. Vì từ cứ 3 tuổi đến 6 tuổi đi M. Từ trên 6 tuổi đến 9 tuổi, 10 tuổi đi cho em size L. Đấy còn có hai size đấy là hết thôi. Các chị em mình vào, các chị em mình nhớ bấm theo dõi fanpage lên cho em này. Chia sẻ livestream xong thả tim thả like vào. Để em chuẩn bị tặng quà một mã nào. VIP 255 hết hàng rồi. Chị Phan Hải như được rồi mà. Chị Phan Hải như được một bộ rồi mà. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là T69 kèm size này. T69 kèm size ML nhá. Tất nam mình như còn, tất nam em còn, tất nam 110.000 10 đôi. Tất nam chống thối, tất nam 4 trong 1 đấy. Đây. Rồi đây các chị này, tất nam này, tất nam 4 trong 1 nhá. Chống thối, chống trơn, chống trượt này. Đấy, massage lòng bàn chân khử mùi cho các bác mình luôn này. Đấy, lên comment ở đây cho em là tất nam 110. 110.000 10 đôi ạ. Loại này thì gọi là 35.000 1 đôi cơ. Em bán đây cho các chị là 110.000 10 đôi. T36 là cái mã gì chị ơi? Tất bé 2 size ML ạ. M là từ 3 tuổi đến 6 tuổi, L từ trên 6 tuổi đến 9 tuổi, 10 tuổi cho em nhé. Mã là T69 kèm theo size ML. 69.000 10 đôi. Còn đây là tất nam 110 nhé. 110.000 10 đôi này. Đấy các bác mình nhìn kỹ cho em hàng này. Chống thối nhìn trên màu trắng này là nhìn nó rõ nhất cái chống trơn, chống trượt khử mùi luôn này.
Đấy, siêu thấm hút luôn nha các chị. Lên comment vào đấy cho em tất nam 110 còn ít thôi đúng không? Chị nào lấy tất bé lên là T69 kèm size nhá. T69 kèm size M với cả L nha các chị. Đấy, 69.000 là 10 đôi cho các bạn ý luôn này. À, hôm qua gửi cho toàn Thái Bá rồi đấy. Đấy, đây các chị lên comment vào đấy cho em luôn là tất nam 110 cho em luôn nhá. 110.000 một set, 10 đôi cho các bác mình mua cho chồng, cho con này. Đấy, qua cho các chị nó còn được mấy set nữa là hết. Sợ luôn, tất tiếc các thứ tất mà cũng cháy luôn này. Không có hàng để mà bán cho các chị em mình nữa luôn này. À, T69 size M cho chị Trang Tuấn. Tất bé. T69 size L cho chị Đinh Thị Phương Huỳnh. Chị nào lấy T69 tất nam 110 cho Nguyễn Uyên. Chị nào lấy các chị lên là tất nam 110 hoặc tất bé lên T69 kèm size. Cho chị một mã bộ bé cái nốt luôn rồi. Cái hồng hồng ở kia còn là số mấy đấy? Không còn số thứ hai. T69 size M cho chị Nguyễn Thu Hiền. Tất nam 110 cho chị Nhân Nhân. VIP 255 em không còn. Bác được có một bộ thôi bác ạ. Hết rồi. Lỗ lòi luôn chứ còn gì. Đấy mà đấy còn lại còn được ít đấy. Số to to chả được cả chốt cho các chị luôn chứ còn gì nữa. Tất nam là chị Tuấn Sang ạ. Ok chị Tuấn Sang này. Cái này các bác mình chốt lẻ luôn má bé này. Tất nữ chắc hết rồi đúng không? Còn á, còn mắt nào? Còn có một cục nữa. Đợi em tất nữ chờ em đây các bạn để cho các bạn kiểm tra kho luôn. Bộ bé này các chị chốt nhanh luôn này, phân luôn chưa? 15 cân xem là còn đến bao nhiêu. Em còn từ 15 cân đến độ 20 cân ạ. Tất nam 110 cho bác Nguyễn Thu Anh. Cái này các chị lên luôn nhá, lên cho em luôn là B57 kèm theo cân nặng luôn này. B57 kèm theo cân nặng 15 đến 20 cân này. 57.000 một bộ nha. Còn số lượng đếm trên đầu ngón tay này này chưa nổi đến chục bộ. Nên các chị phải chốt nhanh ạ. Không còn nữa đâu. Bây giờ em bán những cái giá này em bán lỗ lòi cho rồi. Bèo bèo thì em bán 75, 79. Bây giờ em bán có 57.000 rồi. Tất nam 110 và T69 size L cho chị Lê Thơm. Ok bác Lê Thơm về quần tomboy này chưa lên được luôn. B57 20 cân cho chị Nguyễn Quỳnh. Cái này các chị chốt nhanh nhá. Không còn hàng vì hàng này của em chuẩn hàng đẹp. Các chị nhìn cái cặp 20 cân cho Nguyễn Ngọc Nhuần. Hết luôn 20 cân ạ. À. Còn 15 cân đến tầm độ 17, 18 cân là hết hàng rồi. 15 đến 18 hết luôn rồi. Đó em nói thật à. Em chốt nốt rồi. 16 cân cho chị Trang Nguyễn. 14 cân bộ này mặc rộng không mặc ở đâu chị. 14 cân bộ này mặc rộng phải 15 cân. Hết 20 cân rồi. 17 cân cho Trang Tuấn. 15 cân cho Bảo Long. 18, 17 là Trang Tuấn rồi đó. 17 cân em cho chị Nguyễn Thu Anh. Hết luôn 17. Em còn 15, 16 là hết luôn. Bảo Long có 15 cân rồi. Em còn mỗi 15, 16. Lấy đâu ra 3 bộ 20 cân nữa chị. Em bảo rồi còn có 2 bộ 15, 16 là hết hàng. Còn có 2 bộ 15, 16 cân nữa là em hết luôn này. Thoải mái nhá. 15, 16 là ở mặc trong cái diện thoải mái luôn đấy. Đây tân nữ còn mỗi cục này thôi. Ôi rồi. Lỏi đâu ra đấy. Thế thì cái này em tặng luôn nhá. Cái này em bán tặng luôn ạ. 68.000 đồng 10 đôi tất này luôn, tất nữ. Nào bác nào nhanh tay được chậm tay còn mỗi cái thịt. Xót thôi chứ còn đâu là không còn đâu. Hàng này em bán 88, 89 các chị biết rồi. Em cho luôn 68.000 10 đôi lên T68 nhá. T68 còn mỗi đấy thôi là hết đúng không? Chịu luôn. Tất mà cũng cháy được thì chả biết bán cái gì nữa luôn. Em nói thật đúng thôi, cũng trộm vía, lọc trời cho đấy các chị. Bán rẻ thế thì các bác mình chả bảo. Tất nữ đừng lên là B59 là mã nào, làm gì có B59. T68 em cho chị Nguyễn Ngọc Nhuần. T68 em cho chị Xuyên Nguyễn. T69 size M cộng T68 cho Ngân Thúy. T68 cho chị Nguyễn Thu Anh. T68 cho Thúy Nga. T68 cho Thu Hồ. T68 cho chị Trang Tuấn. T68 cho Hà Anh hết hàng. Ok Hà Anh có T68 hết luôn rồi đấy. Không còn nữa luôn các chị ai. Trang Tuấn còn chưa nhắn tin á. Ô đồ Trang Tuấn giờ này còn chưa nhắn tin thì em chuẩn bị loại chị đến nơi này.
Có hai cục len bé này lên nốt luôn này. Cái len bé này hôm trước là xả bao nhiêu? Xả 145 rồi đúng không? Đây còn ít cho nốt luôn này. T68 em hết rồi. Áo này á, áo này chị lên là 179 đi, 179 nhá. 179.000. Cái này là cardigan lông thỏ 179.000. Bác lên là 179. Cái này còn có 15 16 cân thoải mái này. Chị nào lấy các chị lên là B57 kèm cân nặng nhá, còn hai bộ em một bộ rồi. Một ra. Một à? Hai. Em còn hai bộ. Đấy chị nào mình lấy T68 em không còn đâu. Các bác ạ, à, đừng lên T68 nó sợ luôn, các chị lên T68 toàn 2 set, 3 set kìa. Cả tủ quần áo, toàn quần áo nhà em Giang, đồ rẻ đẹp bán hàng có tâm. Cảm ơn bác Ngọc 7 nha. Này em ơi, đây em lên nốt len bé này, chị nào mua có chị mua này. Lỗ lòi hết cả pha luôn. Cái này em còn từ 14 cân. 14 cân đây cho con được. 14, 15 B57 bà Nguyễn Duyên kia, hai bộ 16 cân kia đã nhắn tin chưa? Số 625 kia nhắn tin địa chỉ điện thoại và tin nhắn cho em là hết luôn B57 thì phải đấy. Đây cho các chị em mình đến 25 cân cho em này. 15 đến 25 cân cho em luôn nhé. 14, 15 đến 25 cân. Đây các chị nhìn này, 14 cân các con cũng mặc được rồi. Em tặng nốt luôn cái này, ai mua được thì mua nhá. Em bao cả giá nhập luôn ạ. Em nhập vào nó cao lắm các bác, vì nó là hàng len lông. Len lông thỏ hàng Quảng Châu cho bé. Em cho luôn 108.000 một cái. Các chị lên là 108 kèm theo với cả cân nặng luôn này. 108.000 một cái, hôm trước em xả 145.000 rồi. Chị nào mua được cái giá 145 là đã sướng lắm rồi. Đây em cho luôn 108.000 nhá. 14, 15 đến 25 cân cho em thôi. Đấy em cho nốt 108 kèm cân nặng. Các chị chốt nhanh vào đấy cho em luôn này. Quá trời đẹp luôn. Đây luôn là 108 thôi, các chị kèm cân nặng vào đấy cho em. B57 hết hàng rồi. B57 đang chờ chị kia nhắn tin chưa? B108, 25 cân cho chị Đào Giang, 25 cân cho chị Lê Thơm. 14, 15 đến 25 cân ạ. Chị Lê Thơm có rồi chị ơi. 16 cân em cho chị Hồng Hạnh Nguyên. 16 cân số thứ 2 nhá. Số thứ 2 gì ạ? 21 cân và làm gì có 33 cân chị ơi. 23 cân cho Nguyễn Ngọc Nhuần. 25 cân cho Thơm Phạm. Hết luôn 25 cân. Hết luôn 25 ạ. 17 cân em cho chị Nguyễn Thu Anh. Em còn từ tầm độ 14 cân đến tầm khoảng 22 cân. Em còn từ 14 đến 22 cân là em hết hàng. Đấy, bác nào mình chưa chốt được là các bác phải chốt nhanh luôn. Em chỉ còn 14 đến 22 cân thôi. 21 cân cho chị Nguyễn Quỳnh. 21 cân chị Nguyễn Quỳnh có luôn này. Hết luôn 21 còn không? Còn. 22 cân em cho chị Vi Phương. Hết luôn. Rồi, hiện tại em chỉ còn từ tầm độ 14, 15 cân đến tầm độ 19 cân cho em là hết hàng nhá. Em còn từ 14, 15 đến 19 cân là hết luôn. Đã xác nhận cho 108.000 là để gọn hàng luôn rồi. Chứ còn con này mà để xả thì em vẫn cứ phải xả 139, 145. Hết 22 rồi. Còn từ tầm khoảng 14, 15 đến 19 cân cho em thôi là hết hàng. Chị nào chưa chốt được các chị em mình chốt nốt luôn này. Tiếp cho các chị luôn. B57 hết rồi chị Lê Thơm ạ. À. Chị kia nhắn tin chưa? Chưa. Ôi giời, chưa nhắn tin thì cho luôn chị đi. B cho chị Lê Thơm một bộ 16 cân. Với cả là cho chị Tuyết Băng một bộ 16 cân. Xóa luôn bill của bà đấy luôn đi. B57 đấy. B57 16 cân đấy hết luôn nhá. Chị Tuyết Băng có B57 16 cân. Chị Lê Thơm có bộ rồi hết luôn. Cho chị tiếp luôn này. Hết 108 không còn 20 cân. Còn đến 19 cân thôi ạ. Hết 20 rồi. Còn từ 14 đến 19 cân cho em là hết hàng. Đấy, bác nào chưa được lên là 108 kèm cân nặng. Còn từ 14 đến 19 cân nhá. Cho chị luôn mã nào nữa cho các chị em mình ta. 19 cân em cho chị Hân Hân một cái. Ok chị Hân Hân này. Còn chị nào chưa được 108 lên 108 kèm cân nặng. Em đang mặc là cả bộ mà đâu phải áo khoác đâu chị. 19 cân cho chị Đỗ Loan một cái. 19 cân cho chị Thương Nguyễn một cái. Hết luôn. Rồi em còn từ 14 cân đến tầm độ 16 cân cho em. Em còn từ 14 đến 16 cân cho em hết hàng nhá. Chị nào chưa được lên 108 kèm cân nặng ở đấy cho em luôn này. Đơn tối chưa hết chưa chị ơi, nhân viên đang nghỉ ăn trưa, các bạn vẫn đang đóng. 2 giờ mới lại bắt đầu tiếp tục đóng nha các chị. Cái này chắc phải cho lên tầng 3 chứ đúng không? Cái này là phải cho lên tầng 3 xếp mã rồi. Kinh khủng luôn.
cho chị luôn bộ chị đang mặc còn bao nhiêu bộ màu ghi lên nốt đi. Bộ em đang mặc em còn mấy bộ màu ghi lên nốt nhá. Các chị lên là mã B1. B1 kèm giá cho em 255.000. Em còn có mấy bộ là em hết thôi. 40 cân đến 60 cân cho em luôn nhá. Đấy, bộ giống em mặc các chị lên là B1 kèm giá 255 cho em nữa là em hết hàng. Đấy, 40 đến 60 cân ạ. Bộ giống như em đang mặc nha các chị nhá. 450 tặng 255. Đấy, các chị chốt nhanh vào đấy cho em còn có mấy bộ thôi là hết rồi đúng không? Em còn có mỗi tí xíu à. 108 15 cân cho chị Nguyễn Thu Hiền. Ok chị Nguyễn Thu Hiền. Cái này các chị lên cho em là B1 nhá, kèm giá 255.000 là em hết hàng. Em bộ này em để lại mấy bộ em mặc luôn, nó dày nó như cái chặt luôn, ấm lắm, sướng lắm. Kể cả mặc ra ngoài cho em thích luôn, em toàn mặc cái này xong em lê thêm đôi dép lông. Nhìn trông yêu cực luôn ấy này. Đấy chị nào lấy B1 các chị lên B1 255 em cho chị Liên Ngọc. Ok chị Liên Ngọc, nó còn có mấy bộ thôi nên các chị chốt nhanh nhá. 255.000 một bộ. Bác nào chưa chốt được là các chị phải chốt nhanh không là hết. Đấy nó còn túi nhỡ à. Bỏ vào đi lên luôn túi nhỡ. Còn cả một xong. Cái này là bên này. Bên này. Làm thì em len ướt rồi cho các chị. Len ướt này mà các chị em mình mua không mua là tiếc lắm luôn. Ok B1 em cho chị Đinh Nhài. B1 em cho chị Thúy Hải. Thúy Hải có luôn là còn 2 bộ B1 là hết đúng không? Ok chị Thúy Hải có, em còn 2 bộ B1 nữa là em hết nhá các chị nhá. B1 em còn có 2 bộ là em hết. Sao em chả nhớ cái bộ xả 133 là bộ nào nhỉ? Đây còn mấy bộ đây. Bộ đấy chị giảm 133.000 đó. Ôi giời bảo sao từ nãy đến giờ bao nhiêu chị hỏi. Không không, bộ em mặc không còn màu nào đâu chị ơi, hết rồi, còn mỗi cái màu ghi còn bộ đấy là hết. Còn một bộ đúng không? Tất bé là T69 kèm size. Đây lên ướt đây các chị. Thêm một bộ B1 nữa cho chị Liên Ngọc. Ok chị Liên Ngọc. Một bộ B1 cho chị Thu Hương Đào. Thu Hương Đào kèm giá vào nhá. Ok bác Thu Hương Đào. Cái này các chị lên cho em luôn là mã 127. Kỷ niệm 127.000 một con len ướt. 40 cân đến 65 cân ạ. Đừng so sánh giá nhá. B1 dự bị chị Thúy Vũ. Đây cái này các chị lên cho em luôn là mã 127. 178 bán tặng 127 nhưng mà chỉ còn có ít thôi. Và màu này cho các chị 40 cân đến 65 cân đừng so sánh giá nha. Em kỷ niệm 127.000. Đấy con này các chị mặc với chân váy cũng đẹp. Mặc với quần short tomboy cũng đẹp luôn. Áo em mặc bên trong hình như là A65 kèm màu ấy đúng không? Áo em mặc bên trong là A65 kèm theo màu đen với cả màu xanh. Còn hai màu, cái này các chị lên là 127 nhá, len ướt. Len ướt nó là chân ái của chị em mình luôn rồi, mặc dễ mix đồ cực luôn. Mix với cái gì cũng sướng nha các chị. Nào cho chị thêm một mã bộ bé cái nỗ luôn nốt luôn này. Lên cho các chị em mình một mã bộ bé nhá. Bộ bé này thanh lý nốt cho các chị em mình cho gọn hàng. Này vào hết bộ đồ bé mà không biết có lên được hết đồ bé không. A65 màu đen em cho chị Hồng Lê Thị áo chị mặc. A65 màu đen em cho chị Đào Giang. 127 cho bác Nguyễn Thu Anh. 127 cho bác Ngát Nguyễn. Ok bác Ngát Nguyễn ấy. Em chả có lên mã nào là mã B5 cả Trần Vân nhá. A65 em mặc là cái mã tay bồng đấy, bên trong tay nó hơi bồng xinh cực. Nào lên. Tự dưng lại còn sót được mã này nhỉ. Trời đất ơi. Nó bên dưới đống quần à. Cái này các chị lên nhanh luôn 15 cân. 15 cân đến 23 cân nhá. Lên vào đây cho em luôn là mã B. B52 kèm theo với cả cân nặng. Em tặng luôn 52.000 một bộ. Lên luôn cho em là B52 kèm cân nặng nhé. Từ A65 chị phải kèm màu chị ơi. Có màu đen với cả màu xanh cơ, lát em lướt lại cho. Cái này lên là B52 kèm cân nặng 15 cân. 15 đến 23 cân. Nhanh tay còn và chậm tay là còn mỗi cái gì thôi. Không nghĩ là còn sót luôn thật sự. Đấy. Các chị vào. Các chị lên comment cho em là B52 nhé. Xong các chị kèm với cân nặng vào. Từ 15 cân đến 23 cân ạ. Các chị vào các chị cho em một lượt chia sẻ lên. 16 cân cho Thúy Nga, 22 cân cho Hồng Lê Thị, 19 cân cho Nga Nguyễn Nguyễn, 18 cân cho Trang Tuấn. Trang Tuấn ơi nhắn tin chưa? 23 cân cho bác Ngát Nguyễn.
lên là B52 xong kèm với cả cân nặng luôn các chị. Đấy chị nào, 23 cân cho Xuyến Nguyễn không giấu. Không có 26 đừng vào 26, 18 và 23 cho chị Liên Ngọc. 20 cân em cho chị Minh Ánh. Rồi hiện tại em chỉ còn đến 21. 15 cân cho chị Hương Lê. 18 cân cho chị Nguyễn Thu Anh. Lên cho em là B52, em còn từ 15 cân đến 21 cân thôi. Còn từ 15 đến 21. Chị nào chưa được các chị lên nốt nha. Lên comment và lấy cho em là B52 đâu các bác mình kèm với cân nặng. 15 cân cho chị Thương Vũ. A65 màu đen cho bác Nguyễn Thu Anh. B52 19 cân cho chị May Cỏ Hoa. Chị nào chưa được ạ? 116 á, 116 làm gì còn 20 với 30 cân, không còn nữa đâu. Từ 15 đến 28. 21 cân cho chị Ngọc Ánh. Chị Phùng Mai nha, 116 em không còn 20 với cả 32 đâu. Chị nào chưa được B52 các chị lên nốt B52. Kèm với cân nặng. Ui giời. Chết rồi, em buồn ngủ díp hết cả mắt tại tối qua xem bóng xem bánh. Chị nào chưa được B52 các chị lên vào đấy cho em là B52. Chị nào chưa được các chị chốt nốt nha. Sợ luôn này. Hôm qua xem bóng khoái không các bác? Thế nào? À quên, 16 cân cho chị Tuyết Băng. Chị gái nào chưa được các chị lên lẹ đi. Còn mấy bộ đẹp thì em bán hốc luôn 52.000. Đấy, 85.000. Bo một đòi mặc cả màu hồng của bộ này cơ, chịu luôn. Chị nào chưa được các chị chốt vào đấy cho em luôn nhá. Hình những cái hình con này nó đẹp này. Các bạn ấy mặc nó cũng yêu. 127 là len ướt chị ơi. T69. Một set size L này cộng với cả B50 20 cân cho chị Hằng Hằng Đức. Ok bác Hằng Hằng Đức. Rồi là hiện tại một B52 16 cân nữa cho Trang Tuấn kìa. Cho Trang Tuấn cọc cho chị 100.000 em ơi. Báo Trang Tuấn cọc 100.000 đi, không cọc để xả đơn ra luôn nhá. Chứ không để cho những đâu, những cái này chị đã xả rồi. Đừng để chị phải mất công chị xả lại lần hai nữa. 127 là len ướt bác ơi. Bác cứ lên cho em là 127. 19 cân còn đúng không gì? 19 cân cho chị Hồng Quách. Rồi hiện qua em còn từ 15 đến 17 cân thôi. Bộ hồng này em chỉ còn 15 đến 17 cân nhá. Lên là B52 kèm theo cân nặng. Đấy còn mỗi 15 đến 17 cân còn có 4 bộ là hết hàng. Bảo rồi các chị chậm tay là hết. Vì em đã xả những cái giá này là em xác định là cho hết luôn. Chứ còn không có chần chừ để nán lại nữa luôn. Quần nam chưa có lên được mã nào luôn đấy chị ạ. Đấy bác nào chưa được các bác lên comment luôn nhá. Dây chuyền 118 bác cứ vào cái bài đăng bác comment đi. Cái đấy nhân viên nhà em còn chưa có thời gian chốt đến cơ. 17 cân em cho chị La Thắm kìa. Rồi không còn được hai bộ 17 cân nữa đâu mình ơi. Chỉ còn một bộ 17 cân thôi, còn đâu còn 15, 16. 127 em cho chị Lệ Nguyễn kìa. 16 cân cho chị Nguyễn Hương luôn. Ok chị Nguyễn Hương này. Dây chuyền bác cứ vào bài đăng để bác comment nhá. Lát nữa nhân viên nhà em chốt sau mã dây sinh này đúng không? Mã dây sinh các chị cứ vào bài đăng, các chị comment đi không là hết. Dây titan nhà em bền lắm. Như cái con này, dây này em đeo phải đến, em đeo 5 tháng nay rồi đấy các chị nhở. Em đeo từ tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, bây giờ sang tháng 12 rồi. Em đeo từ trước khi tân gia. Mà nhà em làm tân gia trên Ba Vì là tháng 9. Đó. Em đeo từ đầu tháng 8 ấy, mà bây giờ nó vẫn cứ sáng ra ngoài. Ra ngoài mọi người toàn hỏi cái mặt này của em mấy chỉ thôi. Đấy còn cái dây sinh là dây cỏ 4 lá may mắn đấy. Các chị vào cái bài em đăng đấy các chị comment. Rồi lên à, bộ giữ nhiệt bé chị lấy đi. Bộ giữ nhiệt bé em còn mỗi cái mã này còn được ít nữa thôi này. Bộ này là bao nhiêu nhỉ? Hình như là B79 hay B89. B79 thì mà. Vâng, 79. B79 còn từ bao nhiêu? 15 cân đến 19 cân hay sao ấy? Đấy em còn từ độ 15 cân đến tầm độ 19 cân cho em thôi. Đấy bác nào mình lấy các bác mình lên luôn nhá. Còn 15 đến 19 cân thoải mái. Cái này nó là bộ zip lông giữ nhiệt 79.000 một bộ. Này là em xả lỗ lòi rồi, chị nào thích lấy các chị lấy thôi. Đừng hỏi em là em nhập buôn được vào giá này không em chị. Vì nó không phải là bộ giữ nhiệt thường mà nó là bộ zip lông giữ nhiệt luôn. Đấy các chị lên comment. Cái này màu này kể cả gái trai đều mặc được hết vì nó trơn mà. Trơn nên con gái con trai đều mặc được hết luôn. Bác nào lấy các bác lên là B79 kèm cân nặng nhá. Nhà em con nhà em toàn mặc những bộ này kể cả đi học cũng thế. Bộ nồi Đức em không còn chị gái ơi. Bộ nồi Đức em hết rồi, em không có còn. B79 17 cân cho chị Nguyễn Thu Anh.
Ok, chị Nguyễn Thu Anh vào của chị Nguyễn Thu Anh thêm chị kg đằng sau. 22 cân thì bộ này không còn rồi chị ạ. Đẹp quá mà không còn số nhỏ. Bộ giữ nhiệt chị nhận được rồi, chất đẹp lắm. Đấy, bác Phạm Thị Minh Hòa, em cảm ơn bác nha. Em nó thật đẹp kinh khủng luôn, nên có cái là em xả nốt thôi. Thì rất là mũi. Cho chị luôn mã màu xanh đi, đẹp thế, xanh khủng long của bom đấy đúng không? Số bao nhiêu đấy gì? Đấy mà lại còn sót đây. Bộ khủng long này các chị em mình mua cho các con luôn, đẹp kinh khủng. Bom nhà em còn toàn xui bà xuống lấy thêm mà. B79 15 cân cho chị Nguyễn Thu Hiền. Ok chị, cái này các chị chốt nhanh nha. Cái này các chị lên luôn cho em luôn là mã B56 không kèm với cả cân nặng luôn, 56.000 đồng một bộ. 15 cân đến 23 cân. Nhanh tay còn, chậm tay là hết. Đẹp nhỉ? Còn sót tôi vừa nãy bao nhiêu chị hỏi? Còn em còn sót tầm khoảng độ 50 bộ. Đấy các chị em mình chốt nhanh. B79 16 cân cho Thúy Lan. Ok Thúy Lan. Cái này các chị lên là B56 kèm theo cân nặng 15 đến 23 cân nhá. 15 đến 23 cân các chị chốt nhanh này. 15 cân em cho chị Hương Đặng. 23 cân cho chị Trần Lý. Đẹp quá. 23 cân cho chị Thúy Hà. B79 thêm một bộ 19 cân cho chị Thương Nguyễn. Ok chị Thương Nguyễn. Không dồn đơn tối qua chị ơi, sao lại vào hỏi dồn đơn tối qua. 23 cân cho chị Thu Thu. 17 cân cho chị Tuyết Băng. 23 cân cho chị Lợi Suki. 21 cân cho chị Nguyễn Quỳnh. Lên cho em là B56 kèm cân nặng 56.000 đồng một bộ nha. Bộ giữ nhiệt này đẹp lắm. Em cảm ơn chị Minh Ánh. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment ở đây cho em này. 18 cân cho chị Thúy Phan. B56 kèm cân nặng 23 cân cho chị Nguyễn Thu Hiền. Rồi hiện tại em còn đến 21 cân, 20 cân cho chị Thương Nguyễn. Ok bác Thương Nguyễn này. Chị nào chưa được các chị lên nhanh là B56 nhá. Làm gì có 29 cân đâu chị ơi. Chị nào chưa được các chị lên comment ở đây cho em. Em còn từ 15 đến 21 cân. Quần lót lông 99 em cháy hàng. Chả còn cái nào nhỉ. Sợ thật. 17 cân em cho chị Hồng Hạnh Nguyên. Chị nào chưa được lên B56 kèm cân nặng. Trò lên cái số kia cho thoải mái. 2 bộ 18 cân cho chị Phượng Trần. Không còn 22, chỉ còn đến 21 thôi. Nay em có lên khoác nam không? Em định lên một má gió nam đấy. 16 cân cho Thúy Lan. Ok Thúy Lan. Còn tình yêu nào chưa được các chị lên nốt ở đấy cho em luôn nhá. Áo ngực hết hàng luôn, áo ngực cháy luôn rồi còn đâu chị. Chị nào chưa được B56 các chị lên B56 kèm cân nặng. Dạ vâng ok chị Hương Đặng chuyển khoản. Chị nào chưa chốt được các chị em mình lên cho em luôn nhá. Khoái, chảy nước miếng. Giá quá bèo cho các chị em mình luôn. Tất bé là T69 kèm size chị ơi ML. 3 tuổi đến 6 tuổi đi cho em size M. Từ trên 6 tuổi đến độ 9 tuổi, 10 tuổi đi cho em size L nhá. Đơn lúc tối em chuyển khoản được không? Được, em thích chuyển khoản được mà. Xem của lợi nhỏ cái tí nữa mà ghi vào thông tí nữa cho kiểm tra đi. Bạn em muốn chuyển khoản trước. Cardigan chị lên là 179 đi. Em đọc luôn là 179.000 chả biết còn được mấy cái. Bác lấy bác lên cho em là 179 cardigan nhá. Đây là cardigan lông thỏ đấy. Đấy, đỉnh cho các chị luôn. Cái này là cardigan dáng vừa. Kể cả 38, 39 nữa các chị 60 cân cho em luôn. Hết rồi đúng không? Còn mỗi tí nữa rồi em. Ui, thế chứ còn có mấy cái thôi em qua tháo luôn nhé. Chờ các chị em mình ngắm. Đấy, bác nào lấy các bác lên là 179 luôn đi. Còn có chục, chưa đầy chục cái. Ôi em ơi, mã gì đấy? Ôi giời, B1 lại còn. Chết rồi, thấy chưa, chị bảo rồi. Thế có điên không chị lại. Bộ em đang mặc đấy, lại còn cái mã B1 nhưng còn màu ghi. Lên là B1 kèm giá 255 khổ. Tất bé là mã T69 kèm size chị ơi. Cái này các chị lên nhanh là 179 nhá. 179.000 cho các chị em mình này. Nhanh tay còn, chậm tay là không còn cái nào luôn. Đấy, còn có mấy chiếc cho các chị là hết luôn, 208. Bán cho các chị có 179. Đẹp lắm, cardigan này thì các chị không cần phải nghĩ, nó rất là sang. Rất là sang luôn các chị. Bác nào mà mình chưa chốt được là các bác mình chốt luôn nhé. Chị nào mình lấy các chị lên comment nha. T69
T69 size L cho chị Thúy Hải, T69 size L cho bác Thúy, à bác Tạ Ngoan, 179 cho bác Phương Thảo. Alo à? Rồi. Thôi, bạn đây. Nha, mình không có nhu cầu đâu. Mình đang rất là bận nha. Đang không có thời gian để cứ mời đi du lịch với cả nghỉ dưỡng. Chị V1 cho chị Bùi Minh Nhật cái bộ màu ghi đấy em ơi. Áo đen em mặc bên trong còn hàng. Áo đen em mặc bên trong bác lên là A65 kèm theo màu đen với cả màu xanh này. Đưa chị màu xanh nữa em ơi, chị lên. Đây ạ, à, nó là tay bồng nhá, 40 cân kể cả 39, 40 đến 60, 61 cân. Đây các chị lên comment vào đây cho em luôn này. Đấy, màu đen với cả màu xanh này, hai màu cho các chị. Cai đan màu gì? Cai đan màu nâu đây gì mấy? Nó màu nâu đây gì? Nâu tây đây gì? Cai đan lông thỏ đây gì? Đẹp này còn gì? Đấy, các chị lấy, các chị lên comment luôn cho em nhá. Áo này các chị lên là A65 kèm theo màu đen với cả màu xanh. Em nghĩ là con này các chị cứ làm hai cái hai màu mà mặc. Nó rất là tiện luôn. Áo len bé trai em lên mấy má rồi chị ạ. Nó rất là tiện cho các chị em mình luôn, các bác mình mặc. Mặc với cái gì cũng đẹp luôn. Này em mặc với con quần ba cúc cũng đẹp nha. Các chị mặc với chân váy cũng đẹp nha. Rồi mặc cho em cái quần tomboy thì cũng gọi là xuất sắc luôn các chị. Bác nào chưa được các bác lên vào đấy cho em là A65 thôi các chị kèm với cả màu nhé. A65 thôi các chị kèm màu ở đấy cho em luôn ạ. Ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ luôn. Màu xanh em cho chị Thơm Phạm. Được chưa? Em đâu có mặc áo đâu. Cái này của em là cả bộ mà các chị nhìn như nào ra áo. Em đang mặc là cả bộ đấy. Không còn, hình như còn đâu mấy bộ màu ghi. A65 màu đen cộng T69 size M cho bác Hiền Nguyễn. Ok bác Hiền Nguyễn đây. Bác nào chưa được các bác mình lên comment vào đấy cho em luôn nhé. A65 hai cái màu đen cho chị Nhàn Lê. Ok chị Nhàn Lê hai cái màu đen. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là A65 cho các bác mình kèm với cả màu. Chị nào chưa được, màu đen em cho chị Trang Cảnh. Màu đen cho chị Trang Cảnh. Màu đen em cho chị May Cỏ Hoa. Đây còn cục màu đen nữa đúng không? Còn mỗi cục màu đen nữa là em hết luôn này. Chị nào chưa được lên A65 kèm màu. Màu đen em cho chị Tuyết Băng. Màu đen em cho chị Nguyễn Lệ. Chị nào chưa được lên A65 kèm màu nhá. Màu đen với cả màu xanh, hai màu cho các bác mình chốt luôn này. Em qua mạng, len ướt là 127. Màu đen May Cỏ Hoa có rồi nhá. Chị nào chưa được lên nốt là A65 kèm theo đen hoặc là xanh cho chị cho con cái mã con len, len kiểu đấy, con xả nốt nữa. Banner trên, trên đấy đúng không? Đấy màu bên dưới. Sao Nam này bán bao nhiêu rồi chị vẫn vào chị hỏi Sao Nam. Một mã len mà thật sự với các chị em mình, vì em quá thích nên em đặt cái số lượng nó hơi nhiều. Giờ bán vỡ nợ nha các chị nhá. Đúng thật sự luôn, con này đẹp dã man luôn, hàng còn trâu cho các chị luôn. Trong này thì chắc chắn là màu xanh sẽ là màu còn ít nhất rồi. Xanh này đẹp kinh khủng luôn nhá. Xanh này còn có mấy cái các chị chốt nốt này. Màu đen này, màu xanh này, màu hồng này, màu kem này và màu vàng. Em tặng 125.000 miễn ship. Bán đúng giá chán đời luôn. Chất của nó đẹp kinh khủng. Quay mé ra thoải mái. Tay này, các chị nhìn tay của nó này, 38 cân đến 60 cân vẫn bon chen ok. Mã cho em là 125 cho các chị kèm màu. Nhớ là 125.000. Đã rẻ rồi nhưng em còn miễn ship luôn cho gọn hàng. Không thiết tha gì nữa mà. 125.000 em miễn ship luôn này. Em bán các chị thấy kể cả 169.000 vẫn cộng 30.000 tiền ship bình thường. Nên em tặng nốt 125.000 miễn ship. Đấy các chị em mình 38 đến 60 cân lên là 125 các chị kèm màu. Màu vàng, màu kem, màu hồng, màu xanh. Xanh này hot điên đảo luôn. Em đặt không biết bao nhiêu xanh giờ hết rồi. Còn lại mỗi tí chỗ kia rồi đúng không? Xanh này là bên kho cũng không còn đâu đúng không? Hết rồi đúng không? Đấy màu xanh và màu đen cho em nha các chị.
toàn bộ đây cái viền này của nó là viền thêu hết luôn nha các chị. Thêu nổi sau các chị nhìn này. Đẹp lắm. Chất của nó xuất sắc. Cái chỗ này các chị em mình có thể luồn vào đây để các chị em mình thành gài nơ, làm thành cái nơ chéo chỗ này cũng được luôn. Đấy các chị. Hoặc các chị em đây các chị nhìn cho em tay của nó này. Nó đẹp lắm luôn các bác ơi. Em kỷ niệm cho các chị luôn, nốt 125.000 miễn ship luôn. Cho các bác mình giá chán đời luôn. 125 các chị kèm màu nhanh tay nhá, thì được, mà chậm tay là hết. Màu kem em cho chị Nguyễn Tú Anh 125.000, khỏi cần mất ship nữa luôn. Con này kể cả các chị mặc chơi Tết, quá đẹp luôn. Màu đen, màu xanh, màu hồng, hồng siêu xinh luôn. Màu kem với cả màu vàng cho em luôn ạ. Em mặc con màu xanh bác nào cũng khen luôn. Màu xanh em cho chị Thúy Phan một cái. Màu vàng em cho chị Hương Đặng một cái. Đẹp nhở, vàng này nó sáng da, tôn da cho các chị em mình. 125.000 trừ, chả có mất tiền ship được luôn. Không có ai bán đâu em nói thật. Màu xanh em cho chị Hằng Vũ một cái. Màu đen em cho chị Ngô Thị Hương một cái. Lên vào đấy cho em là 125 luôn các chị em mình kèm màu nhé. 125.000 một chiếc cho các chị. Đã rẻ rồi còn không mất tiền ship được luôn. Màu vàng em cho chị Vân Vân một cái. Vì em bán tặc nốt luôn rồi nên các chị em mình không cần phải nghĩ gì luôn. Cứ lên cho em là 125 luôn các chị em mình kèm với cả màu nhé. Màu kem này, kem cho các chị này. Hồng này, xanh này, màu đen này và màu vàng cho em luôn. Các chị cho các chị em mình ngắm nghía một tí màu đen này. Đẹp lắm. Trời ơi. Các chị nhìn này. Em nói thật luôn chứ con áo này 125.000 lại còn miễn ship cho các bà nữa rồi thì em cháo đâu ra mà húp đâu. Đấy em bán nốt cho các chị em mình luôn. Các em nhìn như thế thì vẫn còn xem cái gì nữa Ngọc Thảo. Đấy chị nào chưa chốt được các chị lên luôn nhá. Đen này, xanh này, hồng này, kem này và màu vàng. Màu đen em cho chị Nguyễn Lệ. Các chị lên vào đấy cho em là 125. Các chị em mình kèm màu nhá. 125.000 này, miễn ship luôn này. Ra với cả rổ. Bán như tặng luôn này. Đấy chị nào chưa được các chị lên nốt. Chị nào lấy màu xanh với cả màu đen thì lên nhanh. Xanh với đen còn có mấy cái đấy. Đấy bác nào chưa chốt được các bác mình lên luôn nhá. Đẹp lắm. Nhìn con áo này. Quá đỉnh luôn, chất nó kiểu tại vì nó là hàng tận 169 rồi thì cái chất nó quá đẹp luôn. Bác nào chưa được các bác lên vào đấy cho em luôn 125 luôn các chị kèm màu nhá. 125.000 cho các chị. Nhớ là mã này chốt miễn ship cho khách nha. Cái quần bé giống như chị để lại cho hội sâu bom mặc ấy còn đâu lẻ tẹt mang cho chị lên nốt. Cho gọng nốt luôn cho hết. Còn một số nhỏ đấy đúng không? Đây đưa chị số nhỏ chị lên luôn. Để đi cái tất vào đi. Thế phải đi cái tất ra hay mà nó có chấm trơn. Cái này nha các chị nhá, chị nào mà sợ con mặc ngắn thì đừng có mua. Vì bản chất của nó là dáng jogger rồi. Không, em không có bộ nào 30 cân đâu chị ạ, hết rồi. Bản chất của nó là dáng jogger luôn rồi các chị. Cái này cho con nhờ, em chỉ còn cho bé nha các chị em mình 10 cân đến độ 13 cân cho em thôi. 10 cân đến 13 cân cho em vẫn mặc ok nhá. Đấy các chị nào mà mình lấy mình lên vào đây cho em luôn này. 95.000 đồng một cái. Giá này giá em tặng rồi vì em bán tận 210.000 cơ. Lên là Q95 kèm theo cân nặng 9 cân đến tầm độ 12-13 cân cho em này. 9 cân cái này mặc được chứ làm gì mà không mặc được nhỉ. 9 cân đến tầm độ 12 cân cho em đi cho thoải mái. Nó là dáng jogger luôn cho các bạn ý luôn này, đẹp lắm. Em còn để lại để cho con nhà em mặc Tết. Để lại cả mấy cái cho cháu luôn. Không em không còn lăn khử mùi đâu chị. Lên vào đấy cho em luôn là mã Q95 xong kèm với cả cân nặng nhá. 95.000 đồng cho các chị em mình mua cho các bạn ý này. Đấy lên vào đây cho em luôn. Hai cái 11 cân cho chị Ngân Thúy. Ok chị Ngân Thúy 9 cân đến độ 12 cân cho em nhá. Cái này em nói thật thì không ai bán giá này đâu. Nó đẹp hơn cả quần bò cơ mà. Đây là quần thô mềm cho các bạn ý, đẹp lắm. Hàng này toàn bán trong shop. Đấy. Cái quần này toàn bán trong shop mà các chị thấy. 125 màu kem cho Ngọc Thảo. Như các chị em mình 12 cân em cho chị Thúy Hải. 12 cân cho chị Thu Hồ. Cho chị hai quần tomboy. Tomboy chỉ còn mỗi màu nâu thôi bác nhá. Bác lấy bác lên là tomboy nâu kèm size. Tomboy nâu kèm size SML XL em chốt cho 110.000 một cái tomboy nâu.
Đấy, chị nào lấy Q95, các chị lên Q95 kèm cân nặng. Em để cho con nhà em với cháu nhà em mặc tết luôn mà. Chị nào chưa chốt được, các chị chốt lẹ nha. Chị Thúy Hải có rồi, chị Thúy Hải ơi. Quần này chị nhận rồi, đẹp lắm, để mặc tết luôn. Giống hệt em bác Nguyễn Thu ạ. Em cũng để cho con nhà em để mặc tết. Con này mà chỉ cần mặc về áo eo bom mới mặc về áo giữ nhiệt xinh lắm. Nay không đi làm hả em? Ôi thưa chứ bác Phạm Anh. Chắc bác Phạm Anh hỏi ai đúng không? Chị nào chưa được nhá, các chị lên comment và lấy cho em luôn. 95.000 giá này, giá em lỗ lòi rồi. Bán nốt rồi. Hàng đẹp. Hôm qua nhận được quần này đẹp hơn mong đợi. Trời ơi, em cảm ơn chị Nguyễn Điện. Thích nhở? Chị nào mà thích cho con mặc dáng này là thích lắm luôn đấy. Đặc biệt là các chị em mình như em thích lắm. Con nhà em toàn quần này luôn. Bộ em mặc làm mẫu để bán ngay em đó. Bộ em mặc á, bộ em mặc vừa mới hết lúc nãy. Nó còn mỗi bộ màu ghi hay sao ấy. Còn màu em mặc hết rồi. Còn mỗi màu ghi bác lấy bác lên là B1 em xả 255.000. Còn đâu màu em mặc hết rồi. Màu em mặc là không có còn nữa luôn. Chị nào chưa được các chị lên bộ này 450.000. Cứ bán nốt cho các chị có 255. Nào làm tí. Tí cái gì được rồi này. Nhiều quá, giá đứt lên cái gì luôn. Còn nốt cái cục hoodie này, hoodie kéo khóa này cho nốt luôn. Còn cái cục hoodie kéo khóa này em cho đi nốt luôn rồi các chị này. Quần có một màu ấy. Quần có mấy màu nữa nhưng em lên mỗi màu ấy thôi bác ơi. Còn chưa có, không có người xếp để phân size. Áo em mặc này, em có mặc áo đâu mà lên áo em mặc, em lên bộ rồi còn gì. Cái này còn mấy em hoodie này màu ghi nhá. 40 cân đến kể cả 67 cân cho em vẫn mặc ok luôn. Siêu đỉnh luôn. Cái này các chị lên nốt luôn, em bán kỷ niệm cho, lên luôn cho em là tổng kết 168. 168.000 cho các chị tổng kết hết chưa em ơi. Cái này chắc là hết luôn, còn có mấy cái nữa. Lên giúp em là tổng kết 168 nhá. Hoodie cao cấp ạ, kéo khóa, hàng kéo khóa. 40 cân đến kể cả 67 68 cân cho em ok, mặc đôi mặc nhóm đều được. Lên luôn là tổng kết 168. 168.000 đồng một chiếc cho các bác mình luôn này. Nó dày nó đẹp thôi rồi luôn các chị. Tomboy màu nâu size M, ok chị Ngân Thúy. Rồi còn chị nào lấy mình lên cho em là tổng kết 168 nhá. 168.000 một cái, tiếc quá nhưng mà hết rồi, còn mỗi mấy cái. Dây chuyền cỏ 4 lá cứ vào bài đăng mà comment đi chị. Tổng kết 168 em cho chị Đinh Hiến. Comment vào đấy cho em luôn là tổng kết 168 cho em nhá. Dây chuyền các chị cứ vào cái bài em đăng ấy mà các bác mình comment. Nhân viên chưa chốt đâu ạ. Tổng kết 168 nhá, chị Nhàn Lê một cái. Lên giúp em nhá. Đúng rồi, con này là các chị em mình mua 220, 230. Hai cái thêm một cái nữa cho chị Đinh Hiến là hai cái. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn là tổng kết 168 nhá. Đẹp lắm. Trời ơi, dày dặn còn mấy cái gì, hai cái á. Em còn hai cái là hết luôn. Em Giang còn son đỏ. Son đỏ cam bác cứ vào bài đăng đi, vẫn còn đấy. Em còn chưa chia sẻ lại được cái bài son đấy luôn. Vẫn còn, vẫn cho nhân viên trực máy. Comment mà chưa thấy chốt, đúng rồi, nhân viên chưa chốt nên là không phải hỏi chị nhá. Còn chị nào chưa được tổng kết 168 các chị lên nốt còn hai cái nhá. Em còn hai chiếc cuối cùng. Các chị lên giúp em là tổng kết 168. Cái gì kia, áo đi em đang like không? Làm gì còn màu nào, nếu như còn màu nào em đã không bán giá này. Em nói thật là còn màu nào em đã không bán giá này. Vì em còn có mỗi màu này, còn shop đây được mấy cái em tặng luôn có 168.000 cho các chị, còn hai cái nữa là hết này. Chị nào chưa được các chị lên nốt là tổng kết 168. Cho chị Hương Nguyễn một cái. Còn một cái nữa là em hết luôn nhá. Chị nào chưa được các chị lên nốt. Quần bé chị cứ lên comment là Q95 kèm cân nặng. Q95 kèm cân nặng còn từ 9 cân, 9 cân đến 12 cân cho em thôi là hết hàng. 9 cân đến 12 cân. Vàng ở bàn là mã áo.
168 cho chị Bảo Bảo một cái. Ok, chị Bảo Bảo hết luôn, vào của chị Bảo Bảo thêm chữ tổng kết. Áo vàng của bạn là 125.000 miễn ship, lên là 125 kèm màu, màu đen, màu kem, màu hồng, màu xanh với cả màu vàng. Đen, kem, hồng, xanh, vàng, 125.000 miễn ship. 168 em hết hàng rồi chị ơi. 168 em hết hàng. Còn 3 cái này em lên nốt luôn rồi. Đây em còn ít cái này em lên nốt cho các chị luôn nhé. Các chị em mình không tị nhau nhá. Màu nó na ná nhau, tầm này màu nó na ná nhau. Còn mỗi cái màu ghi là khác hơn tí. Đây còn hai cái nâu, còn đâu em còn màu kem này này. Em nói luôn các chị không chọn màu nhá. Em cho lỗ thẳng luôn, em bán tận 169.000. Giờ em cho các chị em mình nốt luôn hai cái, các chị được hai màu. 125 màu kem cho chị Vinh Hà nhỉ. Kem chống nắng dùng ai cũng khen thích nhở bác nhở. Em ơi kem chống nắng khách nào nhỉ, em cũng thích luôn. Quần bé này là bé trai chị ơi, quần bé trai. Cái này các chị mua cho con, các chị mặc được nhớ nhất. Tất tần tật em còn bằng này. Em nói luôn các chị không chọn màu em biếu nốt luôn. 118.000 đồng một cái. Các chị lên cho em là 118 kèm theo số lượng. Đây em còn 4 cái màu kem, 2 cái màu nâu, 1 cái màu ghi, em không chọn màu nữa luôn. Đấy con này của em, kể cả em có thanh lý cho các chị 139.000, các bác biết rồi, em cho nốt luôn 118. Nhưng mà không chọn màu nhá, 40 đến 65 cân. Bên trong nó có lót nỉ hết luôn này. Có một cái lớp nỉ bông với các chị. 40 đến 65 cân. Chứ không phải là hàng da cá tàu nhá, da cá tàu là 125.000. Em xả cho các chị mấy chục em không tiếc. Nhưng riêng con này em cho các chị 118, không chọn màu em bao hết giá luôn. Nó chả còn màu gì xấu à. Còn có mỗi 3 cái màu kem này. À 4 cái màu kem, 2 nâu với cả 1 cái màu ghi thế thôi. Các chị lấy 2 cái thì được 2 màu. Áo cai đan đằng sau chị lên là 179, còn 4 cái. 179.000 còn 4 cái nhá chị nhá. Cái này các chị lên là 118. Vitamin em bảo rồi, lúc nào em like trên ba vì chứ đừng hỏi khi mà em đang like quần áo em cấu đấy. Cái này các chị lên rõ cho em là 118 thôi, các chị kèm với cả số lượng cho em luôn nhá. 118.000, 40 đến 65 cân con này thoải mái luôn. Đấy kể cả các chị em mình 65 cân đây, các chị em mình mua cho con trai các chị. Chồng em cũng mặc con áo này đẹp cực. Lên vào đấy cho em là 118, không chọn màu rồi em bán nốt. Còn có mấy cái cho đi nốt luôn cho các chị em mình rồi. Lỗ mấy chục nghìn. Bán tận 169 cho các chị em mình rồi kìa. Các chị vào lấy, các chị em mình lên comment là 118 nhá. Em không chọn màu đâu, còn mấy chiếc em bán nốt cho các chị em mình rồi. Cái gì đấy? Lên bộ em mặc đi. Còn cái nịt. Giờ này vào hỏi lên bộ em mặc đi, còn mỗi cái nịt. Không chọn màu đâu chị ơi, không chọn màu nha nhàn lê. Hai cái 118 em cho chị Nguyễn Thu Hiền. Chọn màu là em cho quay vào ô mất lượt. Chọn màu chị lên là 169 kèm màu. Lên là 169 kèm màu. Chị em bán đây cho các chị em mình cái giá này thì đừng bảo em là chọn màu nữa luôn. Mã 179 là cái mã gì? 00179 đừng hỏi 65 cân làm gì. Đấy chị nào lấy 118 các chị lên nốt nhá, còn mấy cái nhá. 118 hai cái cho chị Nhàn Lê. Rồi còn ba cái nữa hết 118. Chị nào chưa được các chị lên nốt. Một một tám cho chị Ngọc Ánh một cái. Còn có hai cái đúng không? Rồi ok, còn chị nào lấy nữa lên nốt. Còn hai cái cuối cùng là hết mã 118 nhá. Cho đi nốt. Giá với cả giỏ thì nó mệt người kinh. Đấy chị nào chưa chốt được các chị chốt luôn này. Lan vào lại liên tục. Không hiểu mạng bên nhà Lan kiểu gì. Các chị mua bộ em mặc thì như sang Lan đi, Lan vẫn còn mấy, chả biết còn mấy màu kia không biết. Ái già, mấy đứa kia đang bán caridan. À quên, đang bán măng tô. Đã lấy măng tô của mình bán rồi, ghê chưa? Gớm mặt.
Chị nào lấy 118 nữa, các chị em mình lên nốt 118 nhá. Để em nghỉ nho còn mấy hộp gì. Chịu đến giờ này thì chịu. Áo xanh phía sau là 117 kèm màu chị ơi. 117 kèm theo xanh với cả hồng. Còn hai màu nhá, 117 kèm theo xanh hồng. Không, em chả có để cái bò nào trên bàn luôn. 127 cho chị Bảo Bảo lên ướt ấy kia kìa. Ok bác Bảo Bảo. Tất này còn mấy phép các chị lên nốt T69 kèm size ML này. Này em ơi, để xuống. T69 kèm size ML. Bộ này các chị lấy các chị lên nốt cho con B79 kèm theo cân nặng. Đây là bộ zip lông giữ nhiệt. Còn cái này là còn từ 15 cân đến bao nhiêu, 15 đến 19 ấy. Em còn từ 15 đến 19 cân B79 kèm cân nặng. Quần cho các bạn luôn, quần xịn luôn, lên mã cho em là Q95 kèm cân nặng, còn từ 9 cân đến 12 cân. Ngô em hết rồi chị ơi. Cái này còn 9 cân đến 12 cân này, Q95 kèm cân nặng. Đấy, chị nào lấy các chị em mình lên comment này. Tiếp lên cho các chị một mã nữa nè. Còn mấy em zip tay dài bán tặng luôn. Cái này các chị vào các chị xem livestream lên comment em tặng luôn. Lên luôn cho em là Lộc 59. Em tặng luôn T69 size M cho chị Bích Phượng Tất Bé. T69 size M em cho chị Bùi Minh Nhật. Cái này các chị lên nốt là Lộc 59, đừng tịt nhau nhá, 40 đến kể cả 65 cân. Zip tay dài em tặng nốt luôn. 59.000 đồng một cái. Đấy các chị lên nhanh luôn nhá, có thanh lý cũng không có giá này đâu em nói thật. Thanh lý cũng không có giá này. Em cho nốt luôn 59.000 lên là Lộc 59 em còn mấy cái. Lộc 59 cho chị Ngọc Ánh một cái. Các chị lên nhanh là Lộc 59 nhá. Lộc 59 cho bác Phong Nguyễn một cái. Lên vào đấy cho em là Lộc 59. 59.000 đồng rồi. Gạch này đi em ơi, chả tí nó lại dây rồi các chị nhìn này. Em thanh lý 69.000 cho khách qua kho rồi. Lên gió vào đấy cho em là Lộc 59 cho em luôn nhá. Cho đi nốt. Gió Nam 160 em còn đấy mà chưa có lên được luôn chị ạ. Gió Nam thì chưa có lên được, gió Nam lên 160 kèm size thôi. XL, 2XL, 3XL và 4XL, 160.000 một cái. XL là từ 50 đến 58, 2XL từ trên 58 đến 65, 66, 3XL từ trên 66 đến 73, 4XL từ trên 73 đến tầm khoảng 84, 85 cân. Lộc 59 cho chị Nguyễn Ngọc Nhuần một cái. Lên comment ở đây cho em là Lộc 59 cho em luôn nhá. Còn cái lên là 160 kèm size. Zip tay dài cắm sạp cái chủ em ơi. Zip tay dài là mã Lộc 59 chị ơi. Nói chị nào chưa được. Em đã báo rồi, con cai đan này 38 đến 60 cân thì cứ vào hỏi 65 nhỉ. Lộc 59 cho chị Nguyễn Thu Hiền một cái. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn này. Ai chưa được Lộc 59 các chị lên nốt. 59.000 cho các chị em mình luôn là áo zip. Cái này các chị lên là 160 kèm size 160.000. Hàng này em bao cả giá nhập, em đố các chị nhập vào được luôn. Hàng này hàng có tem bạc nhá. Hàng có tem bạc, đây là hàng các chị em mình biết hàng hơn 300.000. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn này. Mã là 160 thôi các chị kèm với cả size nhá. 160.000 các chị kèm size. XL, 2XL, 3XL và 4XL này. Ôi. Lạnh quá. 160 size 3X em cho chị Nguyễn Hương. Ok chị Nguyễn Hương. Chị nào lấy 160 các chị lên là 160 kèm size. XL, 2XL, 3XL và 4XL. Cho con nốt mấy cái do đi màu hồng cái luôn xem nhé. Áo do đi cọc. Lộc 59 em cho chị Vinh Hà. Ok chị Vinh Hà, Lộc 59 còn 3 cái, chị nào chưa được lên nốt. 59.000 đồng cái này không chốt được này. Quá tiếc. Gió giết các thứ còn bao nhiêu mã chưa động được đến thì còn XL. Thế thôi đi làm. Có chị nào lấy len thổ không, lên hay lên tí len thổ. Len thổ còn 15 cái đấy. Mỗi cục là có 5 cái thôi. Len thổ em còn 15 cái, các chị lên luôn 129. Len thổ các chị lên luôn, chuẩn loại 1 hàng Quảng Châu luôn. 129.000 cho các chị. Lên luôn giúp em là 129. 129.000 luôn này. Len thổ cho các chị. Đây các chị chốt nhanh vào đây cho em luôn nhá. Mã cho em luôn là mã 129. 40 cân đến kể cả 68. Nhiều người người ta 170 à 160 76 cân cho Nguyễn Thu Hiền size 4X.
Ok, chị Nguyễn Thu Hiền ạ. Gió Nam. Lên nỉ mũ em chịu. Đừng hỏi em mang tô giờ này nha bác ơi. Cái này các chị lên nốt 129. 129.000. Các chị chốt nhanh luôn nhá, lên thổi. Lên Nam hết hàng rồi, đừng hỏi, đừng hỏi những cái gì hỏi. Một người hỏi hỏi một lần em không trả lời là phải biết ý rồi. Không có lên này. Mệt quá. Cố thêm một tí nữa nhá các chị nhá. Cố thêm một tí nữa đấy các chị ạ. Ui sao đã có nhót rồi gì nhỉ? Đó là như mùa đông còn nhót. Ôi rồi. Kiếp nhìn kinh quá. Nhìn tôi dưng chế cả nước miếng. À lấy chị bột canh cho các chị chốt luôn là bột canh còn đúng không? Bột canh còn bao nhiêu lọ? Đấy tự dưng nhìn thấy nhót lại chảy nước miếng vì chảy nhãi. 148. Bột canh các chị lên là bột canh kèm số lượng hộp. Riêng bột canh nhà em các bác mình biết. Ăn thật sự luôn, nó chuẩn vị kinh khủng luôn. Trên nhà còn cái quả gì không nhỉ? Không còn xoài xiếc gì à? 28.000 một hộp bột canh ạ. Các bác lên là bột canh. Thế là tiện nhà em ăn thì em mới lấy thôi. Các chị em mình chấm cái gì ngon luôn. Nó giống như cái bột canh trong gói mì Hảo Hảo đến 99,9%. Đấy các chị lên comment ở đấy cho em luôn nha. Chị Bùi Minh Nhật có T69 size M rồi chị ơi. Chấm cơm nguội, gu cơm nguội cũng ngon. Tí nữa lại phải mua xoài, mua cóc rồi. Lên là bột canh kèm số lượng hộp nhé. Ok, bột canh cho Xuyến Nguyễn một hộp. Các chị lên nhanh vào đấy cho em là bột canh kèm số lượng hộp cho em luôn. Bột canh kèm số lượng hộp nha. Cho chị mã quần Nam đây em ơi, quần Đại Nam đây. Quần Nam các chị lên nốt 140 kèm màu đen với cả ghi. 140.000 một cái đẹp kinh khủng. 185 em sạc nốt 140. Đen với ghi đấy là còn bao nhiêu nữa? Ui nặng thế nhỉ. 70 cân đến 85 cân cho em nhá. À này còn những cái cuối cùng các chị em mình lên nốt giá cắt mẫu luôn này. Em bán 185.000 chứ. 70 đến ô. Chết rồi lẫn suông này em này. Nhìn nó chị xem nào. Đây này sần suông này này nhìn đi. Nhìn nó chị đi. Nó có chữ bên ngoài mà. Còn được bao nhiêu cái? Đâu rồi? Nhớ nhìn kỹ mác của nó nhé. Trên mác cái là nó có luôn rồi. 70 cân đến 85 cân nhé. Lên nốt là 140 kèm theo đen ghi. 140.000 kèm theo màu đen với cả màu ghi. Đẹp lắm. Khách nhận hàng bảo ui dồi em ơi sao đẹp mà bán rẻ thế. Em bán 185.000 cơ. Đây em còn ít thì em xả nốt luôn ạ. Hai bên túi quần kéo khóa. Nên cái khóa túi của nó cũng đẹp luôn. Túi sau cũng kéo khóa cho các bác mình mua cho chồng cho con. Nhưng mà chỉ còn hàng Đại này 70 đến 85 cân thôi. Các chị lên cho em là một hai lọ bột canh cho chị Tuyết Băng. Ok bác luôn. Tất nữ hình như hết hàng rồi. Tất nữ có mỗi mã lên hết luôn. Không đừng có vào hỏi mang tô nó hay nhỉ. Lên ướt má 127 màu bò đấy chị. Này em lên mỗi một mã lên ướt thôi. Đấy cái đây các chị lên là 140 cho các chị kèm màu nhá, màu đen với cả màu ghi. Cứ 70 cân đến 85 cân là các anh đều mặc cho em tuốt tuột tuột luôn. Quá đỉnh cho các chị em mình luôn này. Ui trời ơi, mê luôn các chị. Sướng không? Đấy các chị nhìn cho em luôn nhá. Tức là cái quần của nó các chị nhìn này, nó may này. Nó trần hết luôn cái chỗ này này. Nó phủ viền luôn, không có sợ sổ chỉ sổ chiếc gì luôn ấy. Đẹp dã man. 140.000 một cái. Còn mấy cái nữa bán nốt luôn. 140 màu ghi em cho chị Tuyết Băng. Các chị lên là 140 xong các chị kèm màu. Mã này các bác mình không chốt được rất là tiếc luôn. Thế em nói thật luôn là con này bán không biết bao nhiêu rồi. Toàn 185. Nãy còn hai màu với còn ít em cho đi nốt luôn cho các chị. Đáng ra là màu đen nó chững hết rồi.
lưng còn sót cho các chị em mình thôi. Các bạn đi kiểm kho còn sót, lên là 140 cho các chị kèm màu nhá. 140.000 một cái, chả có nhập đâu được giá này luôn. Nên nhiều chị cứ gà em là đổ buôn, em chả có đổ buôn. Đổ buôn thì đổ buôn cho các bà 178.000 thì các bà kêu rồi chê rồi thì thôi khỏi buôn luôn. Đấy. Còn có hai màu cho nốt 140, ai lấy được bao nhiêu thì lấy. 140.000 một cái nhá. Lên là 140 cho các chị kèm với cả màu. 265 màu đen cho Minh Ánh. Màu ghi cho Nguyễn Phương 140, đen ghi cho chị Thơm Phạm. Đen ghi em cho chị Hương Vì. Đen ghi cho chị Thanh Thủy. Ok chị Thanh Thủy. Lên nốt, màu đen em cho chị Đặng Thêm. Cứ 70 đến 85 cân một size đại thôi. Lên vào đấy cho em luôn là 140 cho các bác mình kèm màu là được. Hai màu, màu đen với cả màu ghi nhá. Chị Tuyết Băng có rồi, chị Tuyết Băng ơi. À chị Tuyết Băng lấy thêm cả đen là ok chị Tuyết Băng. Bác Tuyết Băng năm nay mua ít đấy nhỉ, năm ngoái mua nhiều kinh. Màu đen em cho chị Đinh Hiến. Đen cho chị Đinh Hiến, bác Tuyết Băng năm nay lại mua ít. Năm ngoái mua ối giời ơi luôn. Ok, màu đen cho chị Nguyễn Hồng. Đen ghi em cho chị Trần Dung. Em đưa chị cái xuông ở đây em ơi. Còn ơi, cái xuông này đâu mà. Đây, cái vứt vào đây. Đưa đây chị xem nào. Đấy, đây. Đây đây thì mới nhìn thấy chữ chứ. Đưa đây. Cứ để xuống đây để cho rau được lên nè chị. Ok, bác nào chưa được các bác lên nốt nha. 140 kèm theo đen ghi. Ngoài là hết rồi đúng không? Chị Trần Dung là có 140 đen ghi rồi đấy bác ạ. Hết chưa? Còn mấy cái nữa các chị lên nốt nha. 140 kèm màu. Cái gì đây em ơi? Tôi tăng máy không sửa được đâu, bây giờ đang hàng nhiều lắm. Không sửa được, phải cho người ta vào sửa cho ra chứ làm sao không được, được gì. Bây giờ bảo tập trung vào mà cho hàng ra đi, đi bốn mấy chục cây số sang này này. Cho hàng ra đi. Cho hàng lên tầng 3, cả tầng 2 chắc không có làm gì nữa. Cho lên tầng 3 đi. Tầng 2 đang còn để trả, đang còn đơn để trả, cho lên tầng 3 để làm đơn chứ còn gì nữa. Dung đừng có comment số điện thoại trên này chị ơi, biết quy định mua hàng nhà em chưa? Nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn. Chị nào chưa được quần nam lên 140 kèm màu nốt, còn mấy cái hết hàng này. Hơi tiếc mà em cho đi nốt ấy, vì tận 185.000 một cái, giờ có 140. Chồng gọi bảo trì thang máy à? Họ đến rồi đây, đến mà xuống để cho chúng nó cho hàng ra rồi mà xem. Bộ em mặc 62 cân vừa không, hết hàng không còn nữa đâu chị ơi. Áo mẫu mặc đi. Mẫu không mặc áo, mẫu mặc cả bộ nhá. Đây còn bao nhiêu cái thì nhóm quay như còn 2 là 3. Chỉ là 2 cái hay sao ấy đúng không? Như còn 2 hay sao ấy. Còn chị nào lấy nữa các chị lên comment để em nghỉ nhá các chị nhá. Vì đây các chị mệt quá là chả có nói nổi nữa luôn này. Đau cổ quá. Quần nam 70 đến 85 cân chị ơi, còn mỗi size đại đấy thôi. 70 đến 85 cân. Đưa nốt cái chân váy dài đây mà. Chân váy dài các chị lên cho em luôn là CV90, em bán tặng nốt nhé. Còn mấy cảm dồn nốt vào bán nốt luôn là CV90. 90.000 một chân 38 cân nên các bác mình kể cả 60 cân này. Hai cái các chị được hai cạp nhé.
Em cho đi nốt luôn cho các chị luôn này. Đấy, chân váy xếp ly ạ. Lên nốt cho em là CV90, còn mấy cái hết hàng. Định để lại nữa nhưng mà cái này kể cả các chị em mình mặc với cái gì cũng đẹp. Mặc cả bốn mùa. Đẹp lắm. Mặc với len ướt cũng nhức nách luôn. Lên vào đấy cho em là CV90 nhá. 90.000 một chân cho các bác luôn này. Chốt nhanh giúp em luôn ạ. Len ướt này em vừa mới lên mỗi mã rồi bác ạ. Len ướt hôm nay em lên mỗi một mã 127. Đuối quá rồi đây. Được cái 127 đấy ok. Đây cái này em lên mỗi mã len ướt lên cho em là mã 127. 127.000 cho các chị luôn này. 40 đến 65 cân cho em nhé. 40 đến 65 cân. Đẹp lắm, len ướt nó là chân ái của chị em mình luôn. Em người ta đến đi chơi Tết mấy chị em nhà em toàn mặc len ướt thôi. Cứ 40 đến 65 cân, 140 màu đen cho Nguyễn Thu Hiền quần nam ấy. Cái này các chị lên nốt là 127 cho em luôn này. A65 màu xanh với màu đen cho chị Nhữ Thắm. Ok bác Nhữ Thắm là áo len tay bồng. 127 em cho chị Minh Nguyệt. Ok bác Minh Nguyệt có luôn 127. Lộc 59 là áo zip chị ơi. Lộc 59 là zip tay dài bán tặng nập 59.000. Đấy, 40 đến kể cả 64, 65 cân muốn bon chen này. Lên là lộc 59 còn 3 cái. Các chị lên cho em là lộc 59. Áo này các chị lên nốt là 127. Len thổ là 129 chị ơi, cái này là 127. Cho đi nốt luôn này. Tối các chị vào lại không có giá đấy đâu. Tối về em lên live em không bán len ướt 127.000. Lạnh quá. Thôi em nghỉ để em đi gội đầu đây các chị. 127 em cho chị Thúy Vũ. Ok chị Thúy Vũ có 127. Chị nào chưa được các chị lên nốt nha. Quần ba cúc em chỉ còn S với cả XL thôi các chị. Treo sau màu nâu là mã 179. Không còn trắng luôn bác ạ. Gió nam là 160 kèm size rồi nhá. Lộc 59 nha chị Giang Nguyễn. Một cái lộc 59. 127 em cho chị Đỗ Loan. Một 127. Gió nam là 160 kèm size XL, 2XL, 3XL và 4XL. Chị nào lấy gì nữa các bác mình lên comment luôn nào. Giò đi cọc chị ấy. Còn mỗi màu hồng còn size to đấy, không còn size nhỏ nữa luôn. Ok Ngọc Ánh chuyển khoản. Các chị em mình thích cái gì các bác mình lên comment nốt. Gió nam 4X là từ trên 73 đến 84, 85 cân nhá mình nhá. Dung dịch hết rồi, cho con nốt cái zip thái. Đấy, cho cái zip thái lên cho các chị này. 179 em cho chị Minh Nguyệt cái màu nâu caridan. Nho còn 4 túi, 4 hộp. Bác lấy bác lên nốt là nho 90. Em để nốt cho 90.000 một hộp nho nhá. Cái này các chị lên comment ở đây cho em luôn này. Comment ở đây cho em luôn là L38. Lộc 37 luôn đi, 37.000 luôn các chị này. 160 size 4X cho chị Thu Diễm. Ok Thu Diễm này. Cái này các chị lên nốt là lộc 37. 25 cân đến 50 cân nha. Nó là crop top của chị em mình. Nhưng các chị kể cả muốn mua cho con cũng mặc được luôn. Quần bò còn mà không có lên luôn mình ơi. Nói lên comment ở đây cho em là lộc 37. Em hay mặc những con này bên trong con caridan ấy, đẹp cực luôn. Cũng mặc bên trong những con caridan này đẹp lắm. Lộc 37 em cho chị Giang Nguyễn một cái. Bán 89. Cho nốt luôn 37.000. Cổ nó của ba phân mặc lên vừa đẹp vừa sang luôn. Các chị hay mặc vest mặc viếc các chị lấy mà mặc. Lộc 37 cho chị Thu Diễm. Nho 92 hộp ok cho chị Bảo Trâm. Lộc 37 cho chị Xuân Phan. Một lọ ủ tóc, không có ủ tóc ở đây đâu chị ơi. Lộc 37 cho chị Yên Bình. Lộc 37 cho chị Ngọc Ánh. Ủ tóc bác vào bài đăng ủ tóc comment nhé. Ủ tóc chốt đơn trên ba vì. Lộc 37 em cho chị Giang Ngọc Sơn. Giang Ngọc Sơn có luôn này. Chị nào lấy lộc nho 92 hộp ok chị Nguyễn Thu Hiền hết luôn nho. Đúng không? Đấy nho 90.000 một hộp, em còn có 4 hộp cho hai chị kia hết luôn. Đấy chị nào lấy lộc 37 các chị lên lộc 37. 129 em cho chị Cao Bích Phượng là áo len thổ. Lộc 37 chị Lan Nguyễn đuôi 428 nhắn tin địa chỉ với điện thoại và tin nhắn. Chị nào lấy các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Caridan em không lướt lại đâu, nhìn như thế này là được rồi, đâu cần lướt lại nó like bao nhiêu mã rồi bao nhiêu lần nữa. Lên là 179 cho em còn mấy cái hết hàng thế thôi. Chị
Chị nào lấy các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Đấy, 179. Lộc 37 em cho chị Thanh Xuân một cái. Chị nào chưa được các chị lên comment 179.000 kaidan nhá, 38 đến 60 cân kaidan dáng vừa mặc đẹp. Chị nào chưa được các chị lên comment. Ôi giời ơi. Ốm quá, mã này đẹp dã man luôn, đẹp rồi chưa không? 179 em cho chị Lương Hương một cái. 179 còn có mấy cái thôi đúng không? Hai cái nữa. Hết rồi, còn có hai cái thôi. Bộ em mặc hết hàng, bác ơi bộ em mặc hết hàng. Chị nào lấy 179 các chị lên nốt nhá, còn hai cái. Còn hai cái cuối cùng chị nào lấy các chị lên luôn. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn. Khoác nam là 160 kèm size nhá. Khoác nam 160 kèm size, XL là từ 50 đến 58. 2XL là từ trên 58 đến 65, 66. 3XL từ trên 66 đến 73. 4XL từ trên 73 đến 84, 85 cân. Các chị lấy các chị lên là 160 kèm size. 160.000 hàng mác bạc, hàng tam tem bạc luôn nữa đấy. 300 mấy một cái đấy các chị. Bán cho các chị em mình luôn là 160 các chị kèm size nhá. Size 2X em cho chị Lương Hương. Lộc 37 cho Bảo Bảo. Ok Bảo Bảo. Chị nào chưa được các chị lên comment ở đấy cho em luôn này. Qua cho các bác nha. Làm tiếp mã nữa mà. Mã này em còn mấy cái này. Các chị lên nốt ở đây cho em luôn. Comment ở đây cho em luôn là tri ân tặng 88 lên luôn T88. 88.000 một cái, không so sánh giá, nốt luôn nha. Lên cho em là T88. Giá tặng cho các chị em mình luôn 88.000. Em bán nốt luôn cho các chị 38 cân đến 60 cân. Con này khách nhận hàng mà đẹp hơn cả, gọi là đẹp hơn cả trên like. Đấy các chị lên cho em là T88. 88.000 cho các chị luôn này, nơ của nó đẹp óng luôn. Đấy các chị lên cho em là T88 cho em luôn nha. Em chuẩn bị nghỉ nha. Hồng sang cho em ơi. Chị nào chưa được các chị lên cho em T88 để em nghỉ đây. T88 ok cho chị Giang Nguyễn một cái. Cái này các chị em mình chốt nhanh đẹp lắm. Con này mặc với con chân váy dài vừa nãy là thôi rồi luôn đấy các chị. Quá sướng luôn, em dừng nha. Các chị lên comment đi, trả em dừng cái là các chị em mình có. Lát nữa các chị có comment cũng không dồn được vào đây đâu. Em dừng cái là cho nhân viên in view ra luôn. Để cho các bạn cái chốt luôn là không có dồn được vào like này cho các chị em mình đâu. Bác nào chưa chốt được các bác mình chốt luôn nhá. Nho em hết rồi, ô, lại còn tất. Tất này như là tất T68 thì phải. Tặng luôn đưa chị đây. T88 em cho chị Diệu Đặng Huyền. Nho 90 em hết rồi. Cái này còn mấy set các chị lên nốt là T68. Em tặng luôn 68.000 một set 10 đôi tất này. Vừa nãy không biết bao nhiêu chị comment luôn cái đấy cho vào được luôn em ơi. Lên luôn cho em là T68 nhá, 68.000 10 đôi này. Các chị em mình biết lúc nãy không? Nó có đâu có 6 set hay 7 set mà phải đến hàng 300 chị comment luôn. 68.000 10 đôi cho các chị nhá. Đấy, nãy chị nào chưa vô được T88 cho Trần Dung, T88 này. Cho Diệu Đặc Huyền, à quên, cho chị Bế Thị Thắm có luôn một cái này. T68 cho Cao Bích Phương một set. Chân váy chị lên là CV90. T68 cho chị Diệu Đặc Huyền một set. Chị nào chưa được nữa các chị lên nốt T68. Còn mấy set nữa? Hai set nữa hết hàng nhá. Còn này có một cái set cái chữ nó khác đâu. T68 cho chị Trần Lý. Rồi cho cả bao nhiêu gì? Trần Lý một set. Còn một set nữa là hết T68. Đấy, chị nào chưa được các chị lên nốt đi. Một canh em cho chị Trần Lý, T68 mà chị Hương Đặng hết luôn. Rồi em hết T68, CV90 cho chị Giang Nguyễn chân váy dài. Chip xịn em còn 3-4 set kìa. Chip xịn bác lên là chip xịn 155 nhá. T68 hết rồi, tất nam bác lên là tất nam 110. Tất nam bác lên là tất nam 110, 110.000 một set, 10 đôi tất nam. Đây chip xịn 40 đến 60 cân ạ. Lên comment ở đây cho em luôn là mã chip xịn 155. 155.000 5 quần ạ. Còn được mấy set em ơi? 4 set là hết nha. Chip xịn 155 2 set cho chị Yến Đỗ này. Là còn 2 set là hết. Cái này em nói thật luôn, bán cho các chị em mình là 185.000 5 quần.
Giờ em cho nốt 155 luôn vì nó còn ít quá. Chị Yến Đỗ là có 2 set luôn. Đấy, chị nào chưa được lên cho em chip xịn 155, em còn 2 suất nữa hết hàng. 155.000 năm quần nhá. Hàng này 78.000 một chiếc đấy ạ. Đây, cho đi Văn Điển nốt luôn, 155.000 năm cái. Áo này các chị lên là T88 mình thôi. 88.000 đồng bán nốt rồi, còn cứ còn ít là em lên nốt cho các chị thôi. Em mà còn ít là em lên cho nó gọn đi mà. Nào được chưa, để em nghỉ các chị. Quần ba cúc lên là Q110 kèm size S với cả XL chị ơi. Quần ba cúc lên là Q110 kèm size nhá. S với cả XL. S là các chị em mình từ 40 cân đến 47. XL từ 57 đến 64 cân. Lộc 37 em cho chị Đào Điệp áo trắng. Ok, chị Đào Điệp có luôn lộc 37. Áo nào lấy các bác mình comment. 125 là 125 là len kiểu. Thôi em chả lướt lại nữa đâu. Áo em mặc bên trong á, áo em mặc bên trong là con tay bồng. Bác nào mình lấy đưa chị cái màu xanh nữa đấy. Bác lấy bác cứ lên là A65 kèm màu. Váy len cổ body như chị mặc đi nhận xe ô tô. Mã đấy là mã em lên là váy len 159 xong em kèm với cả màu vào. Có màu nâu, màu đỏ, màu đen với cả màu kem. Chip xịn 155 em cho chị Nguyễn Thu Hiền. Cái này áo em mặc các chị lên là A65 xong kèm màu nhá. Màu đen với cả màu xanh. Màu đen với cả màu xanh 39, 38, 39 đến 60 cân 65.000 một cái. Lên A65 luôn các chị em mình kèm màu nhá. A65 kèm màu. Màu đen với cả màu xanh cho em là hết. Váy len 159 màu đen cho khoai tây cháy. Ok, khoai tây cháy. Cái này các chị lên luôn là A65. Các chị kèm màu để em nghỉ này. A65 kèm màu xong em nghỉ nhá. Màu đen với cả màu xanh. Rồi các chị nhắn hết địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nhá. Còn chị nào chưa được nữa các chị em mình comment luôn. Áo ngực hết hàng rồi, không còn nữa đâu, không hỏi những cái ngoài lề. Em lên cái gì các chị comment mà đấy cho em. Len thổ là mã 129. Gì đó cho con cái áo. Áo mà còn nguyên mấy cái size S ấy. Đấy, như còn mấy cái size S lẫn ấy. Đúng không? Cho con luôn. Em còn mấy con Jordi này nhá, còn mấy cái size S. Em tặng cho các chị lên luôn vào đây cho em luôn. Lên luôn cho em là A60 luôn đi. Mấy cái size S này. Mấy cái size S này các chị em mình từ tầm độ 30, 34, 35 cân đến tầm độ 42, 43 cân thôi. Chip xịt cho chị Đào Điệp là hết luôn chip xịt. Ok bác Đào Điệp. Cái này từ tầm khoảng 33, 34 nhá, đến tầm khoảng 45 cân trở lại cho em thôi. Mua cho con các chị cũng được luôn này. Lên luôn cho em là A60, 60.000 em còn mấy cái. Có mấy cái này lẫn luôn áo do đi các chị lên nốt được 60.000. Không còn nữa đâu, còn mấy cái cho nốt 60.000. Lên vào đấy cho em là A60. Hóng giang lên váy cao cấp mùa đông để mặc ăn cưới. Chả lên. Mệt quá rồi. T88 cho chị Ánh Cherry một cái áo màu cam nơ đấy. Ok mình luôn này. Chị nào chưa được cái này lên nốt cho em là A60 nhá, 60.000. 60.000 một chiếc cho các chị. Em nghỉ nha các bác ơi. Các chị có đơn cái nhắn hết địa chỉ số điện thoại vào trong phần tin nhắn cho em nha. Nhắn đầy đủ địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Và đó là vụ like ôm nốt những cái quần cái kia các thứ đấy. Ginh ra còn cho Hồng lên nốt nha em nhé. Để chị nghỉ đây. A60 cho chị Nhàn Lê một cái. Chị em nào chưa được A60 các chị lên nốt. A60 cho chị Đào Điệp một cái. Bác nào lấy A60 các bác lên comment nha. A65 màu đen cho chị Hằng Vũ là áo chị mặc bên trong. Giang ơi còn măng tô không? Không không, đừng hỏi em măng tô nữa chị. A65 màu đen cho chị Giang Ngọc Son, áo chị mặc bên trong. Được chưa các chị ơi? Nghỉ nha các bác. Bye bye các chị nha, cảm ơn các chị nhiều nha. Em hoa hết cả mắt rồi. Giờ em nghỉ tí em đi gội đầu.
Tối để còn chuẩn bị chương trình lên Chiến nào. Chưa biết tối nay Chiến những cái gì. Mệt quá. Bye bye mọi người. Lát nữa cho bạn một bạn nhân viên lên ca sau. Ca sau thì sẽ xem còn quần kiếp các thứ gì lẻ tẻ cho bạn đi xả nốt. Giờ em nghỉ đây, bye bye mọi người nhé.